Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Không biết là ngày hôm nay chúng ta có nhớ lịch là tôi sẽ bắt đầu chương trình đào tạo đầu tiên không? Trong chuỗi 30 chương trình đào tạo của tôi dành cho tất cả mọi người. Chào Hoàng Thị Huyền Nhung, chào X Nguyễn, có mặt rất là đúng giờ đúng không ạ? Chào Hoàng Huyền. Chào Trương Anh Vân, Trương Vân Anh. Chào Vũ Khánh Vân. Chào tất cả mọi người nhé. Anh chị em ơi, chúng ta hôm qua đã có tổng cộng là hơn 500 người đăng ký học ngày hôm nay. Vì vậy anh chị em làm ơn hộ tôi là chia sẻ, share lên tường cũng như là share vào các nhóm đi ạ. Để chúng ta sẽ có rất nhiều những cái người tham gia cái buổi học ngày hôm nay. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu cái chương trình đào tạo của tôi khi mà chúng ta tầm có khoảng là 300 người đi đúng không ạ? Giúp đỡ tôi có tầm khoảng 300 người đi ạ. Vâng. Anh chị em hạn chế về việc là thả tim và thả like bởi vì cũng có thể là nó sẽ làm cái mạng chúng ta bị tắc đó ạ. Vâng, cảm ơn. Chào tất cả mọi người, chào Hương Thảo, chào Hoàng Huyền, chào Quyết HM. Chào anh chị em. Vâng, chào anh Thắng Nguyễn. Lâu lắm rồi không được gặp anh. Chào Nguyễn Thị Thu Trang. Chào luật sư Nguyễn Thái. Chào anh Nguyễn Trung Thành. Vừa về đến đây đã phải bắt đầu vào đào tạo luôn anh Thành ơi. Chào Tiến Lê. Vâng, chào tất cả anh chị em. Chào Vũ Thùy Dung 1102. Cảm ơn vì bữa tối rất là ngon. Và cảm ơn vì món quà rất tuyệt vời. Vâng, xin chào tất cả anh chị em. Chào anh Đỗ Mạnh Hà. Chào Nguyễn Quốc Anh. Xin chào tất cả mọi người. Vâng, anh chị em làm ơn hộ tôi share live stream. Chia sẻ cái live stream này cho tất cả mọi người. Bởi vì là ngày hôm nay nó là cái buổi đào tạo đầu tiên trong tổng số 30 cái buổi đào tạo vào các buổi tối. Và tôi sẽ dự định là thực hiện từ nay đến hết năm 2019. Và đây là một cái đợt cho đi lớn nhất trong năm. Và cũng có thể là cũng không có nhiều các cái giảng viên và cũng không có nhiều. Chào Nguyễn Thị Kim Anh, cảm ơn Kim Anh rất nhiều. Chào Quyên Phạm, chào Nguyễn Kim Tuấn, chào anh Nguyễn Kim Tuấn. Vâng, chào tất cả mọi người. Chào Panasonic Daikin. Dạ, càng ngày càng phong độ bởi vì là đi giảng nhiều thì nó cũng phong độ lên đấy ạ. Chào Hoàng Quang, chào Khởi Nghiệp. Vâng ạ, xin chào tất cả anh chị em. Hiện nay tôi đang có 100 người và tôi mong rằng con số này nó lên đến tầm khoảng là 300 thì chúng ta sẽ bắt đầu cái nội dung. Nội dung ngày hôm nay nó là cái nội dung đầu tiên trong tổng số những cái nội dung mà tôi sẽ đào tạo dài hạn cùng anh chị em. Và lớp chúng ta sẽ là một lớp rất đặc biệt. Tôi nhắc lại lần nữa, đây là cái buổi đào tạo đầu tiên trong một cái chương trình cho đi lớn nhất trong năm. Vâng, tôi nhắc lại lần nữa, đó là tôi sẽ dành 15 phút đầu tiên để anh chị em tag bạn bè vào. Và đặc biệt là share tôi, hộ tôi, share dùm tôi vào các nhóm, cũng như share tôi vào lên tường cá nhân để có nhiều người tham dự hơn. Bởi vì năng lượng của giảng viên bao giờ nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào số lượng người theo dõi. Lớp học của chúng ta sẽ rất vui và các bạn cũng sẽ không buồn ngủ. Bởi vì là cái giờ này rồi là dành cho những người mà thực sự là muốn học, dành cho những người thật sự là muốn có kiến thức, dành cho những người mà sẵn sàng theo đuổi một chương trình đào tạo dài hạn, đầy đủ các cái nền tảng để chúng ta có thể là kinh doanh thành công và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nên rất mong anh chị em là chúng ta đã nhận từ tôi cái gọi là miễn phí đúng không ạ? Thì anh chị em cũng hộ tôi làm một việc nó cũng miễn phí thôi. Đó là share lên trên tường của mình, share vào các cái đội nhóm. Và tôi sẽ cho đi tất cả các kiến thức mà tôi có được để mà chúng ta có được cái buổi gọi như là live stream thành công. Thế thì anh chị em hộ tôi comment xem là anh chị em có nhìn thấy rõ hình cũng như là nghe thấy rõ tôi nói không ạ? Vâng ạ. Ai mà không nghe thấy và không nhìn thấy thì comment không là được. Thì tôi sẽ xem lại. Còn nếu anh chị em nghe rõ thì chúng ta có thể nói một lời chào, say hello cho tất cả mọi người. Bởi vì trong lớp học này thì biết đâu đó thì tôi cũng sẽ làm mời một số anh chị em lên live stream cùng chẳng hạn, thì chúng ta cũng lên làm quen với nhau. Chào Maria Hương Trần, chào Linh Chu, chào Ngọc Lê. Rất là đông các bạn trên đây, vì vậy là tôi không thể là chào hết tất cả mọi người được. Chào Trang Chuối, chào Hà Ngọc Hiền. Chào Dung Lâm, cảm ơn Quyết HM. Chào Hoàng Ngọc Phi. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Rất là vui bởi vì trên đây thì có những người mà tôi đã biết và có những người tôi chưa biết. Chào Trần Văn Đô. Thì vâng, cảm ơn Minh Thiếu Gia rất nhiều.
Mọi người lưu ý đến này, chương trình đào tạo buổi tối của tôi thì nó sẽ bắt đầu từ 10 giờ. Nếu mà anh chị có ý kiến gì khác về giờ đào tạo, anh chị thì comment xuống. Ví dụ anh chị muốn từ 9:30 hay là anh chị muốn 10 giờ, hay thậm chí anh chị muốn khuya hơn thì anh chị cũng comment cho tôi biết. Còn với tôi thì tôi định là đào tạo từ 10 giờ và có thể kéo dài đến tầm khoảng 12 giờ đêm. Bởi vì tại sao lại như vậy? Cảm ơn Hoàng Thảo. Bởi vì là cái chương trình đào tạo của chúng ta ấy, nó dành cho những người thực học, dành cho những người mong muốn có kiến thức thật. Nên tôi cũng nhắc nhở luôn là anh chị em share tôi thật nhiều đây. Hiện nay tôi mới có thấy 145 người. Tôi muốn rằng ít nhất con số là 300. Nên anh chị của tôi share lên trên mạng, share vào các nhóm. Tôi cũng lưu ý luôn là anh chị đừng share quá 20 nhóm, bởi vì con số 20 nhóm này có thể là sẽ gây phiền toái. Thế còn nếu dưới đó thì thoải mái đi ạ. Anh chị share tôi vào các cái nhóm, cũng như là share lên tường cá nhân của mình. Và trong mỗi một cái chương trình live stream của tôi thì cũng như là động viên khuyến khích các anh chị em, thì tôi cũng sẽ có những cái phần quà. Thế thì thưa anh chị em, là cái phần quà đầu tiên dành cho người mà hôm nay sẽ có thể là share cũng như là comment nhiều cái comment có chất lượng, và gọi như là có cái share nhiều lên tường, share vào các đội nhóm, đó là cái cuốn sách rất là kinh điển, đó là Cha Giàu Cha Nghèo, với cái lời đề tặng của tôi để chúc anh chị em có thể kinh doanh thành công và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hôm nay tôi tặng một món quà duy nhất thôi, đó là cuốn Cha Giàu Cha Nghèo bằng bản in rất là mới, và chúng tôi sẽ gửi đến tận địa chỉ của anh chị em. Sau buổi đào tạo này thì trợ lý của tôi sẽ tìm ra được cái người mà share lên tường thật, đúng không ạ, và share nhiều và có những comment hiệu quả, tôi sẽ gửi tặng cuốn sách này. Thế thì quà tặng của tôi thì tại các chương trình đào tạo này thì tôi là giáo viên cũng không có nhiều tiền. Thế tuy nhiên là tôi sẽ cố gắng tặng sách. Đầu tiên là tặng sách, và sau đó có thể là tặng các cái sản phẩm mà do bên công ty tôi làm và phân phối, và cũng có thể là có những phần quà có giá trị. Chẳng hạn như tôi đã nghĩ đến việc là tôi sẽ có những phần quà nó rất là phụ nữ. Chẳng hạn đối với chị em phụ nữ thì tôi có thể tặng son, tặng phấn. Anh chị em có thích anh chị ghi là ok, cảm ơn thầy, thì tôi sẽ tặng son, tặng phấn. Thì còn đối với nam giới thì có thể tôi tặng đâu đó cái áo thun, đôi giày. Thế thì khi mà tôi đi giảng thì tôi cũng thỉnh thoảng cũng có những cái quà tặng như vậy, cũng là để cho anh chị em đỡ buồn ngủ thôi, cũng để cho anh chị em có cái động lực thôi. Bởi vì là theo tôi đào tạo thì cũng là anh chị em cũng phải bỏ thời gian. Thế thì để trước khi buổi đào tạo được ấy, thì anh chị em hộ tôi một việc này này. Thứ nhất là chương trình đào tạo của tôi là dành cho những người mà muốn có kiến thức thật và muốn tổng hợp kiến thức đầy đủ. Như tôi đã chia sẻ ở trên cái Facebook của tôi ngày hôm qua đó, là tôi sẽ đào tạo tất cả các chủ đề từ lý do vì sao chúng ta phải kinh doanh đến cách thức kinh doanh hiện đại, bao gồm cả online và offline. Chia sẻ luôn về cách quản lý đội nhóm, về quản lý nhân sự, chia sẻ về cách đàm phán khách hàng, về dịch vụ khách hàng, về những khó khăn trong việc là chốt đơn hàng, vân vân và vân vân. Thế thì ở đây trong cái quá trình mà để đợi anh chị em chia sẻ vào các nhóm, các đội ấy, thì tôi xin phép được đọc 30 cái nội dung chương trình đào tạo. Lớp học này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có lẽ cũng nên là có một lớp trưởng. Tôi sẽ chọn một người trong đây làm lớp trưởng, rồi cũng có cả ban cán sự lớp hẳn hoi nha anh chị nha. Và lớp học này ấy, mặc dù chúng ta trước lạ nhưng chúng ta sau đó sẽ thành quen, đúng không ạ? Vâng, Panasonic đơn giản thôi, ra được con S500 thì cũng không phải khó lắm đâu. Thế thì thế này nhá, tôi sẽ đọc 30 cái nội dung và anh chị ghi lại của tôi, anh chị comment của tôi 30 cái nội dung này. Trừ buổi ngày hôm nay ra, chúng ta sẽ có 30 nội dung như sau. Nội dung đầu tiên đó là trở thành vua content. Anh chị hộ tôi comment xuống bên dưới cho chúng ta nhớ luôn. Anh chị em nào có bút thì ghi lại, còn nếu không thì tốt nhất là chúng ta cùng share ở đây để mọi người vào sau ta xem lại, người ta còn biết được. Cái nội dung đầu tiên là trở thành vua content, tức là tôi sẽ hướng dẫn anh chị em cách làm sao để viết được các cái content ở trên Facebook cũng như là trong các cái bài báo, để chúng ta có thể là thu hút được cái lượng người ta theo dõi Facebook của chúng ta, theo dõi cái mạng của chúng ta. Rồi là chúng ta có thể trở thành một cái người mà viết content rất là hiệu quả, phục vụ cho việc bán hàng và xây dựng nhân hiệu cá nhân. Cái nội dung thứ hai mà tôi sẽ đào tạo đó chính là quy trình bán lẻ hiện đại. Hiện nay khi mà tôi đi đào tạo thì tôi thấy rằng là có rất nhiều người là không biết cái quy trình bán lẻ. Vì vậy là bán hoàn toàn là như kiểu là bản năng ấy.
Thế khi mà chúng ta bán bản năng, chúng ta thành công rồi thì chúng ta bán mà có cái gọi là quy trình thì chúng ta sẽ còn tốt hơn. Nên tôi sẽ đào tạo cái nội dung gọi là quy trình bán lẻ hiện đại. Nội dung thứ hai là quy trình bán lẻ hiện đại. Vâng, anh chị em hộ tôi comment xuống dưới ạ. Bởi vì tôi nói luôn là phương pháp học của chúng ta đó là khi mà chúng ta comment thì thứ nhất chúng ta đỡ buồn ngủ. Thứ hai nữa là khi chúng ta comment xuống thì chúng ta cũng làm cách để chúng ta nhớ bài, biến kiến thức của thầy thành kiến thức của mình. Chúng ta đừng thụ động ngồi nghe, bởi vì giảng dạy thì tôi chia sẻ anh chị là 90% những gì thầy nói có thể anh chị sẽ quên. Nhưng mà cái gì chúng ta tự viết ra, chúng ta viết theo cách hiểu của mình thì chúng ta sẽ nhớ đấy. Và cũng là cách để chúng ta sẽ tham gia bài giảng nó chủ động hơn. Vì vậy, nội dung thứ hai đó là quy trình bán lẻ hiện đại. Cái nội dung thứ ba đó là 10 phương pháp chốt sale hiệu quả. Nội dung thứ ba là 10 phương pháp chốt sale hiệu quả. Bởi vì là chúng ta rất là kém trong việc chốt sale. Có rất nhiều người có cái tệp khách hàng tiềm năng tốt. Có rất nhiều người có khả năng đàm phán thuyết phục khách hàng cũng tốt. Nhưng đến lúc chốt sale thì lại thất bại. Để tóm lại là giống như một đội bóng mà truyền ban rất ăn ý. Đội bạn thì không mạnh, mình đá rất hay. Thế nhưng mà không hiểu sao cứ đến vào vòng 16m50 thì mình sút ra ngoài bắn chim. Thế thì tóm lại là tôi sẽ đào tạo cho anh chị về 10 phương pháp chốt sale hiệu quả. Tiếp theo nữa, nội dung thứ tư là bán hàng online 5 điều đúng và 5 điều sai. Nói cái đơn giản là bán hàng online hiện nay có rất nhiều người ngộ nhận. Có người thì thần thánh hóa bán hàng online và có người thì lại coi thường bán hàng online. Và trong khi quá trình bán hàng online thì chúng ta có những cái nội dung làm tốt và có những nội dung làm sai, có những cái sai lầm và có những cái điều đúng đắn mà chúng ta phải làm để chúng ta thành công. Thì nội dung này đó là bán hàng online 5 đúng và 5 sai. Sẽ phân tích tất cả các khía cạnh mà chúng ta đang làm sai thế nào và chúng ta đang làm đúng ra sao. Nội dung thứ 5 là bán hàng offline trong kinh doanh online. Thế thì riêng nội dung này thì tôi dám hứa với anh chị rằng là có lẽ trong tất cả các thầy đang giảng bây giờ, dù là giảng ở trên lớp hay là giảng ở trên hệ thống online, thì cũng không thầy nào giảng cái nội dung này đâu. Bởi vì tôi có một lợi thế đó là tôi kinh doanh online nhưng tôi lại bán hàng offline rất nhiều. Và các hệ thống của Việt Nam hiện nay là mời tôi rất nhiều đi giảng cái chuyên đề này. Phân biệt với anh chị một điều đó là bán hàng online hay bán hàng offline thì đều là bán hàng. Vì vậy là trong kinh doanh online chúng ta đã thu hút được khách hàng về rồi, chúng ta đã làm được rất nhiều cái sự chú ý cho khách hàng rồi. Thế nhưng mà nếu chúng ta có cái kỹ năng bán hàng offline thì nó sẽ hỗ trợ rất tốt cho bán hàng online. Và kỹ thuật bán hàng offline thì có thể nói là gần như tất cả các bà mẹ bỉm sữa, tất cả những người đang kinh doanh online thì có thể không nắm được. Cho nên tôi sẽ đào tạo cho anh chị về cái gọi là bán hàng offline kinh doanh online. Và cái này là chắc chắn là mang cái tên riêng cá nhân của tôi, mang thương hiệu cá nhân riêng. Cho nên nếu anh chị mà cảm thấy hay, đúng không ạ, thì anh chị comment xuống là hay và cần thiết thì tôi sẽ đào tạo cái nội dung này. Nội dung đào tạo này bình thường là đào tạo để lấy tiền đấy, kiếm nhiều tiền là khác đấy ạ. Thế nhưng mà tôi sẽ đào tạo miễn phí cho anh chị nếu anh chị cảm thấy hay và hấp dẫn. Tôi cho lại lần nữa là anh chị tiếp tục hộ tôi share đi ạ. Tôi vẫn chưa đi vào nội dung chính của ngày hôm nay bởi tôi rất muốn anh chị share thêm. Hiện nay đang có là 250 người theo dõi rồi, tôi rất muốn con số nó phải lên nữa. 300, 400, 500 càng hiệu quả. Và tôi nhắc lại là những người tham gia buổi tối đào tạo tầm này, tôi thì cũng rất là mệt mỏi sau một ngày làm việc, nhưng tôi vẫn đang đào tạo cho anh chị thì chúng ta cũng nên hỗ trợ tôi một phần trong việc là chia sẻ cái nội dung này. Bởi vì cùng nội dung tôi nói ra mà có nhiều người tham gia, có nhiều người tham gia dự vào thì nó tốt hơn nhiều là cái việc mà chúng ta ít người tham gia. Nó sẽ làm cho lớp học nó cảm thấy rất là buồn, cái động lực nó sẽ đi xuống và cái hiệu quả nó cũng sẽ giảm đi. Rất là mong muốn anh chị là chúng ta hỗ trợ tôi. Nội dung tiếp theo mà tôi sẽ đào tạo cho anh chị đó là chân dung khách hàng tiềm năng. Một trong những cái hạn chế lớn nhất của người làm kinh doanh là không biết mình sẽ bán hàng hóa cho ai. Chúng ta không vẽ được chân dung khách hàng. Chúng ta không biết được người mua hàng của chúng ta mặt mũi ra làm sao, lứa tuổi như thế nào. Chúng ta không biết được họ đến từ đâu, thu nhập của họ ra sao. Vì vậy là chúng ta nói về sản phẩm chúng ta rất hay nhưng người ta không mua bởi vì là nhầm rồi. Ngay cả việc tôi live stream này là một ví dụ cụ thể. Nếu tôi không biết được rõ đối tượng nghe tôi là ai thì dù tôi có nói cái gì chăng nữa thì người ta cũng sẽ rời live stream của tôi, người ta không nghe. Thậm chí người ta còn cho tôi những cái comment như là thầy bị dở hơi, thầy dạy chẳng ra cái gì cả, thằng điên, vân vân và vân vân. Điều đó tôi gặp nhiều. Thế thì trước khi trách họ thì tôi phải trách tôi trước, bởi vì tôi không biết là ai là khách hàng của tôi
mà khách hàng không đúng cái đối tượng thì mình có nói cái gì chăng nữa người ta cũng chẳng nghe, người ta cũng rời bỏ livestream ngay thôi. Thế còn 270 người đang có mặt ở đây ấy, thì chắc chắn là cái người mà đúng đối tượng mà tôi thì chia sẻ. Và tôi nói anh chị sẽ thấy hay thì anh chị mở lại. Giờ này 11 giờ đêm đến nơi rồi, người ta đang theo dõi tôi. Thì đấy là do tôi đã tìm được đúng cái tệp khách hàng mà tôi muốn hướng tới. Cái nội dung tiếp theo mà tôi sẽ đào tạo cho anh chị em đó là các biện pháp để livestream hiệu quả. Thế thì thưa anh các chị ở đây ấy, nói thật lòng là tôi không muốn dùng các cái chiêu trò trong cái bài giảng của tôi. Mặc dù tôi đang giảng cho anh chị bằng livestream nhưng thực ra tôi không muốn dùng các chiêu trò lắm, bởi đây là lớp học. Thế nhưng mà khi mà chúng ta kinh doanh ấy, thì chúng ta sẽ phải có rất nhiều các cái thủ thuật, chúng ta phải có rất nhiều các cái chiêu trò. Tại sao có nhiều người khi livestream lên thì có tầm khoảng hàng nghìn người theo dõi, mà có những người livestream lại chỉ có 1-2 người theo dõi, nói chẳng có ai nghe, là vì chúng ta không có kỹ thuật, chúng ta không có nền tảng. Thế vì vậy với tư cách là người đi đào tạo cho rất nhiều các cái hệ thống lớn trong đất nước Việt Nam mình và cả nước ngoài nữa về kinh doanh online, về kinh doanh thời kỳ 4.0, thì chúng tôi có đầy đủ các cái ví dụ thực tiễn, các cái việc mà chúng tôi đã làm cho các hệ thống cũng như các việc mà hệ thống đang làm thành công, để chia sẻ cho anh chị em là làm thế nào để chúng ta có những buổi livestream thành công, thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng. Hoặc nếu kể cả anh chị livestream thì cho nó vui thôi, thì cũng có nhiều người xem, thì nhiều người xem thì mất công mình nói nó mới có giá trị. Chứ còn nếu mà mình nói mà chẳng có ai nghe, mà người ta thấy cái bài nói của mình nó không giá trị gì thì thật sự là phí phạm lắm. Nên rất cảm ơn anh chị đã có 300 người rồi. Tôi mong muốn anh chị em chúng ta tiếp tục chia sẻ để tôi có nhiều người nghe hơn. Nội dung tiếp theo tôi sẽ chia sẻ anh chị tiếp, đó là vấn đề về tuyển sỉ. Tôi đặt tên là tuyển sỉ không khó. Thế thì cái đặc thù của cái kinh doanh hệ thống hay là kinh doanh online ấy, đó là chúng ta không thể nào lấy sức mình ra để mà bán hàng một mình được, mà chúng ta cần phải có các cái đại lý bên dưới, chúng ta cần phải có các cái nhà phân phối ở bên dưới chúng ta. Thế tuy nhiên thì tôi nói thẳng luôn là hệ thống bên dưới của chúng ta nó không phải là bán hàng đa cấp. Chúng ta không phải là chúng ta gọi như đi lôi kéo người vào đây để mà chúng ta gọi như là tính hoa hồng ăn tiền trên số lượng người mình đưa vào. Mà đây là chúng ta tuyển cái người cộng sự với chúng ta, cùng xây dựng cái đế chế kinh doanh của chúng ta. Vì vậy là chúng ta cần phải có cách để chúng ta tuyển được sỉ nó phù hợp, tuyển được tuyến dưới nó hiệu quả. Chứ bây giờ mà hệ thống mà gồm có tầm khoảng 50 người, 100 người, vậy mà gọi như là chẳng ai làm việc cả, suốt ngày ngồi tranh cãi lẫn nhau thì tệ quá, hoặc tuyển không đúng đối tượng. Thế thì đây là cái mà tôi rất muốn dành cho những người nào mà đang làm kinh doanh online nhưng mà nằm ở các tuyến trên ấy, là chúng ta có cách để tuyển sỉ thành công. Cái nội dung tiếp theo nữa đó là tạo niềm tin cho khách hàng trên mạng. Chia sẻ với anh chị em luôn là gì, cái kinh doanh offline tức là mặt gặp mặt ấy, thì niềm tin nó đã khó rồi. Thế nhưng mà chúng ta kinh doanh trên mạng thì cái niềm tin nó lại là cái nó còn xa xỉ, nó còn khó hơn. Đây là ngay cả tôi đang live stream với anh chị em ở đây này, chắc gì anh chị đã tin tôi và chắc gì tôi đã tin anh chị. Cho nên bây giờ mà tôi lại bảo tôi kinh doanh online để mà tôi giảng cho anh chị miễn phí để rồi sau đó tôi bán cho anh chị khóa học chẳng hạn ấy, thì chắc anh chị bảo là hóa ra ông Dũng này ông ấy kinh doanh gọi như là bán khóa học, vì vậy ông lên ông dạy miễn phí mình chứ làm gì ông dạy miễn phí. Vì vậy nguyên tắc của tôi là khi tôi giảng miễn phí này tôi không bán cái gì cả. Tôi khẳng định lại chị là tôi không bán, bởi vì tạo niềm tin trên mạng là rất khó. Thế nhưng mà khi mà chúng ta kinh doanh ấy thì chắc chắn là chúng ta phải tạo được niềm tin cho khách hàng thì người ta mới mua sản phẩm dịch vụ chúng ta. Vậy nên tôi sẽ đào tạo cho anh chị là các cái phương pháp để tạo niềm tin cho khách hàng, đặc biệt trong một cái môi trường mạng mà cái giả nó còn nhiều hơn cái thật như bây giờ. Và anh chị sẽ làm được điều đó. Vì vậy là khi anh chị đã tạo được niềm tin rồi thì anh chị bán cái gì cũng được, anh chị nói cái gì thì người ta cũng nghe. Thế còn khi mà đã không có niềm tin rồi thì dù sản phẩm anh tốt đến mấy, dù anh nói hay đến mấy thì cuối cùng cũng chỉ là mây gió thôi. Nội dung tiếp theo nữa đó là gì ạ? Đó là thu hút sự quan tâm, nên dùng chiêu trò hay là giá trị thật. Thế thì đây nó cũng là một nội dung cực kỳ hay. Trong một cái xã hội hiện nay nó có rất nhiều các cái chiêu trò, thì đôi khi là cái giá trị thật nó bị đánh mất đi cái vai trò của nó. Thế nhưng mà có phải như vậy hay không? Và đâu là cái giá trị của những cái giá trị thật trong một cái xã hội như hiện nay? Thì chúng tôi sẽ phân tích cho anh chị là trong kinh doanh hiện nay, dù là kinh doanh offline, online, thì chúng ta nên dùng các cái công cụ, chúng ta nên dùng chiêu trò, hay là chúng ta nên dùng các cái gọi như giá trị thật. Thế nhưng mà nếu dùng giá trị thật mà nó không đạt được hiệu quả thì chúng ta phải lồng ghép các công cụ và dùng các chiêu trò vào, thì cái tỷ lệ bao nhiêu nó là phù hợp, làm thế nào nó không bị lố, làm thế nào nó không bị phản cảm, thì đấy là cái nội dung mà tôi sẽ đào tạo cho anh chị tiếp theo. Tiếp tục nữa là tôi sẽ giới thiệu cho anh chị hai cái mô hình bán hàng chủ động cực kỳ quan trọng áp dụng trong kinh doanh,
bao gồm cả offline, online đều áp dụng rất tốt. Đó là mô hình AIDA và mô hình ISAS. Và trong tất cả các cái khóa đào tạo của tôi tại các tập đoàn lớn ấy, thì tôi đều giới thiệu cái mô hình này. Và anh chị nên nhớ rằng tập đoàn Kingsman của tôi ấy, trước đây nó tên chính là công ty AIDA Việt Nam. Đúng ạ. Thì báo cáo anh chị là cái đây chính là cái mà tôi sẽ đào tạo cho anh chị, đó mô hình AIDA, mô hình ISAS. Hiện nay là đại đa số là chúng ta kinh doanh bán hàng là bán hàng thụ động. Cho nên vì vậy ở Việt Nam là người ta rất thích mua nhà shop house. Bởi vì shop house là mở cửa hàng ra ngoài mặt phố, thì khách người ta gọi ông đi qua bà đi lại, người ta vào ta hỏi mua hàng, thì đấy là bán được hàng, nhưng mà đấy gọi là bán hàng thụ động. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta không có cửa hàng đẹp, đúng không ạ, chúng ta cũng không có nhiều cái chiêu trò để thu hút, mà chúng ta vẫn bán được hàng, thì đấy gọi là bán hàng chủ động. Thì cái bán hàng chủ động nó là cả một kỹ thuật rất là cao. Ở đây tôi xin nhắc luôn là giống như chị Hoàng Thị Huyền Nhung, cảm ơn Hoàng Thị Huyền Nhung đã nhắc ấy, là anh chị em nên bật cái thông báo cho các live stream của tôi để anh chị nhận được thông báo khi tôi live. Thế thì tất cả những cái câu chuyện như anh chị hỗ tôi share thêm đi này, anh chị hỗ tôi bật cái thông báo lên là để làm sao những cái bài giảng của tôi và chia sẻ của tôi là anh chị nhìn thấy đầu tiên. Anh chị nhìn thấy rồi thì anh chị cũng nên chia sẻ cho người khác, để càng đông người vào theo dõi thì cái cộng đồng học của chúng ta nó càng vui và càng hiệu quả hơn. Và tôi cũng có động lực để chia sẻ cho tất cả những câu chuyện đó. Rõ ràng rằng 1.000 người nghe tôi thì tôi thích giảng hơn là cái việc là có 300 người, đúng không ạ? 300 người thì gọi như là cũng không vui bằng việc là có 500 người. Nên anh chị hộ tôi một việc, trong quá trình tôi nói thì anh chị vừa hộ tôi là comment xuống bên dưới, để cho những người khác ta vào ta đọc biết là cái gì, chứ không nhìn thấy mặt tôi vốn là không đẹp dai, nhìn thấy xấu quá chẳng hạn, người ta lại bỏ live stream luôn, thì nó rất là phí cái nội dung này, vì chúng ta đã mất công thức bây giờ này rồi, thì chúng ta nên làm gì nó có giá trị. Thế thì sau mô hình AIDA thì tôi sẽ giới thiệu cho anh chị bài học tiếp theo, bài học số 12, đó là mô hình phễu sáo kèn. Làm thế nào để duy trì được hiệu quả bán hàng cách lâu dài? Mô hình phễu sáo kèn này là rất nhiều thầy đã nói, nhưng mà người ta phân tích nó không kỹ, và có thể rằng là chúng ta không có được các gọi như là các kỹ thuật cần thiết để chúng ta duy trì được mô hình phễu sáo kèn. Nếu kinh doanh trong thời đại này, tức là người bán thì ngày càng nhiều mà người mua ngày càng ít, mà chúng ta không có được cái mô hình phễu sáo kèn hợp lý ấy, thì chúng ta chẳng mấy khi mà chúng ta sẽ bị cạn kiệt thị trường. Mà khi cạn kiệt thị trường rồi thì anh chị gần như là phải làm lại từ đầu, thì nó rất là phí. Vì vậy là cái mô hình phễu sáo kèn là cái mô hình mà tôi rất mong muốn được chia sẻ với anh chị ở bài học số 12. Bài học số 13 là bài học về gì ạ? Là phễu bán hàng và các biến thể. Đấy. Thưa các chị rằng là một người kinh doanh, dù là kinh doanh cái gì chăng nữa, thì cần phải vẽ được cái phễu bán hàng cho cá nhân mình. Phải kiểm soát được cái phễu bán hàng đó đang hoạt động hiệu quả hay không. Phải đảm bảo các bước trong phễu bán hàng đó nó phải đạt như kỳ vọng. Và nếu không đạt kỳ vọng thì cần có các biện pháp để điều chỉnh ngay. Thế thì chỉ có những người nào mà đã từng kinh doanh nhiều năm thì mới có thể là luôn luôn dựng được một cái mô hình về phễu bán hàng ngay trong đầu mình. Thế còn nếu như anh chị em ở trên mạng đây, những người mà chưa kinh doanh quen, mà việc chúng ta còn không biết phễu bán hàng là gì, chúng ta không thể kiểm soát được cái phễu bán hàng của chúng ta, thì chúng ta kinh doanh nó càng ngày nó càng lụi bại đi. Cho nên nhiều người thời gian đầu mới mở cửa hàng ra hoặc là mới kinh doanh thì rất đông khách. Thế nhưng mà rồi dần dần ấy là nó cứ thưa thớt dần, nó cứ èo uột dần, bởi vì đơn giản là chúng ta không thể kiểm soát được cái phễu bán hàng của chúng ta và không có biện pháp để tác động vào từng cái bước, từng cái khâu trong phễu bán hàng của chúng ta. Nội dung thứ 14 tôi muốn đào tạo cho anh chị đó là mô hình bán hàng 4B và 6B mở rộng. Anh chị em phải tưởng tượng là mô hình 4B và mô hình 6B là mô hình rất căn bản trong bán hàng và trong kinh doanh. Nhưng không phải ai cũng thể là duy trì được những cái mô hình này một cách hiệu quả nhất. Bây giờ thì người ta nói quá nhiều về chiêu trò. Bây giờ người ta nói quá nhiều về các cái gọi như là thủ thuật và công cụ. Thế nhưng mà có những cái mô hình nó cực kỳ đơn giản nhưng nó lại vô cùng hiệu quả. Thế thì đôi khi trong kinh doanh hiện tại đại ấy, chúng ta phải nhớ rằng là khi chúng ta gặp vấn đề mà chúng ta không giải quyết được, thì anh chị làm ơn nhớ lại cho tôi những định nghĩa căn bản ban đầu. Xã hội này là xã hội có quá nhiều tool, có quá nhiều công cụ, có quá nhiều mô hình, có quá nhiều những gì đó phức tạp. Thế nhưng mà quan điểm của tôi với tư cách là người vừa đi đào tạo và người làm kinh doanh ấy, thì những vấn đề cực kỳ phức tạp thì nên được giải quyết bằng những vấn đề và những mô hình đơn giản. Tâm trần đây không phải là mô hình 4D và 6D nhé, 4B và 6B, đúng không ạ? Mô hình 4B và 6B. Thường là các thầy hay giảng với mô hình 4B, còn tôi sẽ giảng luôn cả mô hình 4B và 6B mở rộng. Bài học thứ 15
là mô hình bông hoa 6 cánh và đèn đỏ rẽ phải. Riêng các mô hình này anh chị có thể phải lưu lại cho tôi là mô hình. Anh chị sẵn sàng tiếp nhận mô hình này thì tôi sẽ chia sẻ, bởi vì những mô hình này là chúng tôi gần như là áp dụng và tư vấn cho rất nhiều các ngân hàng lớn ở Việt Nam. Anh chị hình dung rằng các ngân hàng của Việt Nam hiện nay đang cạnh tranh rất khốc liệt, và để bán được một cái thẻ tín dụng cũng như để gia tăng được doanh số tiền gửi, họ mất rất nhiều công sức để nuôi dưỡng những bộ phận bán hàng. Thế nhưng mà có người thôi không đủ, có sản phẩm thôi không đủ, cần phải có cái hiệu quả bán hàng thông qua những mô hình hiện đại. Thế thì cái mô hình của chúng tôi mang tính độc quyền của chúng tôi ấy, đó là mô hình về bông hoa 6 cánh và đèn đỏ rẽ phải. Cộng với một lý thuyết nữa mà trong bất kỳ một lớp giảng nào của tôi cũng đều nói là mang tên của cá nhân tôi, đó chính là nền kinh tế đánh giày. Anh chị có thể typing số của tôi, đó là nền kinh tế đánh giày. Anh chị đi kinh doanh trong thời đại hiện nay mà không biết về nền kinh tế đánh giày thì dở quá. Anh chị nên nhớ rằng có một cuốn sách rất là nổi tiếng, gọi là cuốn sách là Tỷ Phú Bán Giày, nói về hãng giày Zappos đấy ạ. Thế tuy nhiên anh chị phải phân biệt nhé, đấy là nói về cái cuộc đời khởi nghiệp cũng như là các cái phương pháp quản lý doanh nghiệp trong một doanh nghiệp về bán giày rất nổi tiếng, thành tỷ phú thế giới. Thế còn đây là tôi muốn nói về một nền kinh tế rất phù hợp với nền kinh tế của Việt Nam, đó là nền kinh tế đánh giày. Nếu anh chị làm chủ được nền kinh tế đánh giày này, anh chị biết áp dụng và biết chia sẻ cho nhân viên của mình thì chắc chắn anh chị sẽ thành công. Tôi dừng lại một chút là gì, anh chị tiếp tục chia sẻ hộ tôi đi ạ. Tôi rất muốn rằng là ngày hôm nay chúng ta đạt được con số được tầm khoảng 400 cho nó đẹp đi ạ. Hộ tôi chia sẻ một việc ạ, 400 người theo dõi live stream này sẽ rất tốt, tuyệt vời. Và tôi muốn rằng càng về khuya thì số lượng người theo dõi càng đông lên, thì chứng tỏ rằng các cái giá trị tôi trao đi chị sẵn sàng đón nhận, thì tôi sẽ chia sẻ chị thật nhiều. Bài học tiếp theo đó là mô hình thành công CAST. Mô hình thành công CAST thì nó liên quan nhiều đến việc là chúng ta sẽ tạo dựng một cái cuộc sống nó viên mãn hơn, có tài chính cá nhân cũng như là các cái giá trị cuộc sống thật tốt. CAST thì bao gồm 4 yếu tố là KASH. Người nào muốn có CASH, tức là có CASH, tức là tiền ấy, thì cần phải có KASH. Nên anh chị nào cũng thấy rằng tại sao cuộc sống của mình nó chưa khá lên được, tại sao mình làm việc rất là chăm chỉ vất vả mà tại sao tiền bạc nó cứ đi đâu vậy, cứ đến cuối tháng thì không có lương, thì đấy là do chúng ta không áp dụng được thành công mô hình thành công CASH. Thì với một người đã trải qua rất nhiều thất bại khó khăn thì ngày hôm nay tí là tôi sẽ chia sẻ với chị bản thân cái mô hình thành công CASH của cá nhân tôi cho anh chị xem. Tiếp tục nữa là nội dung thứ 17, đó là tự tin bán hàng và muôn vàn đau đớn. Tôi đặt một cái tên nó hơi gọi như là nghệ sĩ một chút, tức là tự tin bán hàng và muôn vàn đau đớn. Những người kinh doanh thành công, những người bán hàng thành công, bản chất là 50% là do sự tự tin của người ta trong việc đi bán hàng. Thế nhưng mà rất nhiều người khi đi bán hàng lo đủ thứ, từ mặt bằng cho đến sản phẩm, cho đến gọi như là vân vân và vân vân. Thế nhưng mà lại không hề, nhưng mà lại không hề có sự tự tin để đi bán hàng. Thậm chí là còn lan truyền cái sự thiếu tự tin đó cho đội nhóm của mình, cho người khác. Đúng không ạ? Vì vậy là anh chị sẽ không bao giờ thành công trong kinh doanh được nếu không có được sự tự tin đi bán hàng. Nhưng mà để có được sự tự tin thì từ một người không tự tin đến tự tin đó, rất nhiều đau đớn, thậm chí là phải tự đấu tranh với mình rất là ghê gớm, thì chúng tôi sẽ đưa cho anh chị những cái gọi như bí quyết để anh chị trở nên tự tin hơn. Vâng ạ, 331 người rồi, rất là cảm ơn anh chị em đã hỗ trợ tôi. Và tôi muốn dừng lại một chút, anh chị tiếp tục hộ tôi share đi ạ. Tí nữa tôi sẽ nói cho anh chị là lý do vì sao tôi lại ưu tiên cái việc là share và có đội nhóm và nhờ anh chị share lên tường. Bởi vì thuật toán của Facebook là với những cái live stream mà có nhiều share và có nhiều like thì sẽ được ưu tiên hiển thị lên rất nhiều, gọi như là, và để cho những người lạ, những người mới có nhu cầu, người ta có thể xem được. Còn nếu trong trường hợp anh chị không share hộ tôi và anh chị không gọi như là comment hộ tôi ấy, thì báo cáo anh chị là những cái đấy nó rất ít được hiện lên trên tường của bạn bè rồi là tất cả mọi cái. Thế thì nó sẽ làm giảm hiệu quả đi, đúng không ạ? Và tôi muốn rằng là một cái group đào tạo với những cái giá trị tôi cho đi thế này thì anh chị cần hỗ trợ để mỗi người một tay một sức. Tôi thì tôi nói tôi không thể nào mà đi làm các cái thủ thuật khác để mà tăng lên được. Mà riêng tôi thì tôi khác là gì? Tôi tuyệt đối cấm việc mua like, tôi tuyệt đối cấm việc mua comment, tôi tuyệt đối cấm việc là đi mua về lượt xem. Điều đó nó không giải quyết vấn đề gì cả. Mà tôi cần điều đó rất thật. Vì vậy là 334 người đang xem tôi trên đây. Mỗi người chỉ cần share cho tôi một lượt nữa thôi là tôi sẽ có tầm khoảng là 600-700 người theo dõi đấy ạ. Chúng ta hãy cho đi nhiều hơn, bởi vì kinh doanh bản chất là cho đi.
Kinh doanh bản chất là mình nhận được cái gì thì mình nên lan tỏa, và từ cái lan tỏa đó đúng không ạ, thì tôi cũng sẽ cố gắng là lên 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 đúng không ạ. Ok, 400 là ok rồi, mọi người hộ tôi đi ạ. Tiếp tục nữa là gì, bài học số 18 là cách thức xử lý từ chối. Thưa các anh chị rằng là cái khó nhất đúng rồi, cảm ơn Hợp Nguyện nói rất đúng nhá. Rất may là em xe nên bạn em mới biết, và bạn em xe thì em mới biết rất chính xác ạ. Vâng ạ, chào sếp Ngô Quốc Đông. Giờ này mà sếp vẫn còn đang gọi như là lọ mọ trên mạng này thì bảo sao sếp không thành công là đúng rồi. Thế thì báo các anh chị em là mô tiếp theo là cách thức xử lý từ chối. Trong bán hàng thì việc mà nhận được sự từ chối, ồ, quá tuyệt vời luôn, 405. Cảm ơn chị em rất nhiều. Tôi không thể ngờ rằng sức mạnh của cộng đồng và hệ thống nó lại mạnh như vậy. Chỉ một lời nói tôi vừa cúi xuống thôi, vậy mà nhờ mở lên đã có 407 người rồi các bạn. Thật sự là rất tuyệt vời. Chúng ta đặt ra các giới hạn là để chúng ta bứt phá. Con người ta không phải là lòng tham vô đáy đâu, mà bản chất là chúng ta có các giới hạn để chúng ta bứt phá. Trong kinh doanh cũng như vậy. Hôm nay tôi rất là may mắn được gặp mà nói chuyện rất là dài với anh Nguyễn Thanh Sơn, là một trong những bậc thầy phù thủy trong marketing của Việt Nam. Anh nói một câu mà thật sự tôi thấy quá tuyệt vời luôn, là con ngựa nó có thể nhảy rất cao vì người ta đã đặt ra những cái rào ở trên đường nó chạy. Và đặt rào cao bao nhiêu thì con ngựa lại càng nhảy cao bấy nhiêu. Giống như các vận động viên nhảy vượt rào của chúng ta cũng như vậy thôi. Càng có những cái rào cao thì vận động viên càng nhảy được cao lên. Nên ở đây ấy, khi tôi đã thấy ở đây có 465 người theo dõi tôi rồi, thì tôi lại muốn con số nó phải là 500. 500 lại có lên cao hơn nữa, đúng không ạ? Thì trong kinh doanh chúng ta có học cách đó đi. 480 rồi, thật tuyệt vời. Cảm ơn chị em nào, chỉ một chút nữa thôi là 500. 487 trong kinh doanh cũng như vậy. Ngày hôm nay chúng ta bán được 100 triệu không thể đủ làm chúng ta thỏa mãn được. Bởi vì chúng ta đã bán được 100 triệu thì không có lý do gì chúng ta không bán được 200 triệu. Khi bán được 200 triệu rồi, anh chị em ơi, tuyệt vời chưa? 503 người đã có mặt ở trên đây. Vì vậy, một điều nữa tôi rất muốn anh chị làm, và mai sau anh chị nên học cách này nha. Anh chị và tôi chụp lại cái màn hình này, và trong buổi đăng bài ngày mai hoặc tí nữa chẳng hạn, anh chị đăng lên là ngày hôm qua mình theo dõi lớp học thầy Hoàng Trung Dũng, có tận 520 người theo dõi thầy Dũng lúc 11 giờ đêm, thì chắc chắn nó trở thành hiệu ứng nha. Rất nhiều người sẽ vào, không chỉ là người ta quan tâm đến tôi đâu, người ta sẽ quan tâm đến các bạn, vì các bạn đang theo dõi những lớp đào tạo mà có tận 500 người vào lúc 11 giờ đêm. Mà đây là buổi đào tạo đầu tiên thôi trong một chuỗi, thì xin thưa các chị, giá trị các bạn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Và những người muốn học tập, người ta cũng sẽ quan tâm đến các bạn, là người ta sẽ kết bạn các bạn. Và rõ ràng cái tệp khách hàng của chúng ta và cái tệp quan trọng của chúng ta nó sẽ lên cao. Tiếp tục ạ, nội dung tiếp theo nữa là gì? Đó là cách thức xử lý từ chối. Con người ta gặp sự từ chối là bình thường, nhưng chúng ta phải thuyết phục được họ để vượt qua sự từ chối đấy. Giống như khi tôi kêu gọi các bạn là hộ tôi xe lên 400 người, cũng có một số người nói là gì, thầy ơi đừng làm như vậy, không lên được đâu. Đấy chính là một sự từ chối. Nhưng bây giờ chúng ta phải thuyết phục để họ đồng lòng, anh chị thấy không? Mà khi thuyết phục được rồi thì từ câu chuyện là 380 lên 580 là điều rất đơn giản. Vì vậy là kỹ năng từ chối chính là một kỹ năng bán hàng cực kỳ là quan trọng. Và tôi muốn mọi người hãy cố gắng là đồng cảm, chúng ta là người từ chối thì chúng ta cũng sẽ tìm ra cách để vượt qua từ chối người khác. Nội dung tiếp theo tôi muốn chia sẻ với anh chị nữa đó là, và đào tạo ở buổi thứ 19, đó là phân loại tâm lý khách hàng. Anh chị nên nhớ rằng những người bán hàng thành công là những người có thể phân loại tâm lý, nắm chắc tâm lý khách hàng. Vì vậy là ở đây ấy, cũng có một cuốn sách mà tôi cần anh chị phải tìm đọc đi, đó là Đọc Vị Bất Kỳ Ai. Cuốn sách này là một cuốn sách rất là hay. Chúng ta có thể đọc vị bất kỳ ai. Thế nhưng mà đọc vị xong rồi thì chúng ta lại phải biết làm thế nào để có thể là vượt được qua cái tâm lý của họ. Ví dụ như tôi là một người rất là nóng tính chẳng hạn, thì tôi được gặp một khách hàng người ta lại rất là trầm tính, thế làm thế nào mình có thể vượt qua được. Vậy thì đây là cái nội dung cực kỳ quan trọng mà chúng tôi nói rồi là gì, môn bán hàng bản chất là một môn về nghệ thuật, về tâm lý xã hội học. Nên thời gian gần đây các cái cuốn sách mà dạy về bán hàng người ta viết về tâm lý xã hội rất nhiều. Anh chị mà không nắm tâm lý khách hàng là thua. Anh chị không thể xử lý được cái sự khác biệt trong tâm lý giữa anh chị và khách hàng, anh chị cũng thua luôn. Mà ngay trong cuộc sống cũng như vậy thôi. Anh chị là một nhân viên văn phòng mà ông sếp lại có một người có tâm lý hoàn toàn khác anh các chị, mà anh chị lại phải chấp nhận sống với ông ta, mà anh chị không thể nào thuyết phục ông ta, thì chắc chắn rằng anh chị sẽ không thành công được. Nên đây là câu chuyện về việc là phân loại tâm lý khách hàng. Nội dung thứ 20 và nội dung đặc biệt quan trọng,
Anh chị ghi lại hộ tôi, comment ở tôi này. Đây là nội dung rất rất quan trọng. Đó là công thức 999 chúng tôi đã áp dụng tại hệ thống Rosa Bonita và rất thành công. Anh chị biết rằng là Jack Ma có một cái công thức thành công của tập đoàn Alibaba, đó là công thức 996. Tức là ngày làm việc từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối và một tuần làm việc 6 ngày chăm chỉ cần mẫn như vậy thì sẽ thành công dù anh làm cái gì chăng nữa. Thế nhưng mà tại Rosa Bonita và tại Kingman của chúng tôi thì chúng tôi có một công thức khác là công thức thành công 999. Và đã giúp rất nhiều người từ cái gọi là amateur, từ những sinh viên mới ra trường đã trở nên thành công. Vậy 999 là gì? Nó có phải là công thức của Jack Ma hay không? Tôi khẳng định luôn, không phải là công thức của Jack Ma, khác hoàn toàn. Công thức này chúng tôi đã áp dụng tại công ty của chúng tôi, tại hệ thống của chúng tôi và rất nhiều công ty khác và thành công. Tôi sẽ chia sẻ với chị trong hẳn một ngày luôn về cái công thức 999. Anh chị comment ở tôi đi ạ. Công thức 999, bí quyết thành công. Nội dung đào tạo thứ 21 là bán hàng bằng cảm xúc. Thế thì ở đây tôi nhắc lại là bán hàng bằng cảm xúc. Có một cuốn sách mà anh chị em cần phải mua đọc để tham gia cái buổi học này của tôi. Đó là cuốn Tử Huyệt Cảm Xúc. Cái cuốn Tử Huyệt Cảm Xúc là một cuốn rất hay, bởi vì tất cả mọi chuyện, nếu chúng ta làm chủ được cảm xúc của chính mình, chế ngự được cảm xúc của người khác, nắm bắt được cảm xúc của người khác và vận dụng được cảm xúc thì chúng ta sẽ thành công. Tử Huyệt Cảm Xúc là một cuốn sách rất hay. Thế còn thì cái câu bán hàng mà thời gian gần đây cái dân kinh doanh online người ta hay nói đấy, đó là cảm xúc đi lên, lý trí đi xuống, rút tiền ra mua hàng, là một câu tôi nghĩ rằng quá tuyệt vời. Anh chị comment xuống hộ tôi đi ạ. Những người nào biết rồi thì thôi, những người nào chưa biết thì mọi người nên ghi lại. Làm gì thì làm, cảm xúc phải đi lên, đúng không ạ? Lý trí sẽ đi xuống và rút tiền ra mua hàng. Việc lấy vợ lấy chồng cũng như vậy thôi. Đi tán gái là làm sao để cảm xúc cô ta đi lên thì lý trí cô ta sẽ đi xuống và chúng ta sẽ được nắm tay cô ta, chúng ta được hôn cô ta. Đấy là chắc chắn. Thì chúng tôi sẽ có một buổi đào tạo riêng về vấn đề là bán hàng bằng cảm xúc. Tiếp tục nữa là một nội dung thứ 22, nội dung cực kỳ quan trọng cho những người làm kinh doanh. Và không chỉ làm kinh doanh đâu, kể anh làm lãnh đạo nhé. Anh làm nhân viên trong một công ty bình thường nhé, hoặc là anh có thể làm công chức nhà nước cũng rất quan trọng, đó là gì ạ? Tư duy dịch vụ. Đầu tiên tôi định đặt tên môn học này là tư duy dịch vụ khách hàng, nhưng về sau tôi rút ngắn lại là tư duy dịch vụ. Người Việt Nam chúng ta là một người khi có tiền thì yêu cầu người khác là phục vụ mình rất là ghê. Thế nhưng mà khi mà mình đi làm phục vụ thằng khác ấy thì mình làm rất là dở. Để cho tôi nhắc lại lần nữa, ví dụ là cái việc vừa rồi mà anh chị hộ tôi share đấy, đấy chính là việc anh chị đã có tư duy dịch vụ đấy. Tức là anh chị yêu cầu tôi là tôi phải giảng hay này, tôi phải giảng nội dung hấp dẫn này, tôi phải nói những gì mà anh chị muốn nghe này, đúng không? Anh chị muốn tôi làm rất nhiều điều, tôi sẵn sàng phục vụ anh chị điều đấy. Thế nhưng mà ngược lại, khi tôi yêu cầu anh chị hộ tôi share, anh chị hộ tôi comment thì anh chị phải làm thôi. Còn nếu anh chị không muốn làm là bản chất là chúng ta chưa có cái tư duy dịch vụ. Thế thì trong công ty cũng như vậy thôi, đó là nếu mà sếp người ta yêu cầu chúng ta làm việc gì mà chúng ta có tư duy dịch vụ, ta rất vui vẻ đón nhận. Thế còn nếu mà bây giờ mà chúng ta không có tư duy dịch vụ thì chúng ta sẽ cãi sếp, mà cái người đấy thường là những người sẽ thất bại. Đấy, vì vậy là nếu nói tư duy dịch vụ đúng không ạ? Anh chị em tiếp tục hộ tôi chia sẻ và lan tỏa thông tin đi ạ. Đấy cũng là một cách để kiểm tra xem cái tư duy dịch vụ của chúng ta là như thế nào. Nội dung tiếp theo nữa là gì ạ? Là xử lý khiếu nại. Và đây là nội dung thứ 23. Trong quá trình đi bán hàng, không thể chúng ta không biết cách xử lý khiếu nại được. Nếu nói một cách rộng hơn thì là xử lý khủng hoảng đấy. Khách hàng người ta sẽ phàn nàn, người ta chê chất lượng sản phẩm không tốt, người ta chê rằng là quy trình dịch vụ mình có vấn đề, người ta bảo sao mày giao hàng chậm thế. Thế còn ở trong công ty thì sếp lại chửi nhân viên, sao mày làm báo cáo chán thế. Sếp chửi nhân viên vậy thì nhân viên lại nói lại là sao anh lại không quan tâm đến em thế. Thế thì khi mà gặp những vấn đề như vậy thì tất cả chúng ta cần phải có một cái kỹ năng để xử lý khiếu nại. Làm thế nào để sau mỗi một lần mà chúng ta khiếu nại nhau, sau mỗi một lần mà chúng ta phật ý với nhau thì chúng ta lại phải vui vẻ với nhau hơn, chúng ta phải hiểu nhau hơn và quý trọng nhau hơn. Thì đấy mới là tư duy tích cực để tư duy thành công. Còn nếu mà chúng ta theo cái kiểu là gì, à mày mà khiếu nại tao là tao không thèm chơi với mày nữa, thì đấy là cái kiểu người ta gọi là cùn của Việt Nam mình ấy, thì đây là một điều rất là tệ hại. Và tôi muốn rằng là chúng ta cần phải có được cái gọi như là tư duy xử lý khiếu nại tốt. Nội dung thứ 24 là kỹ năng đàm phán.
Thì thưa anh các chị rằng hiện nay chúng tôi đang có trong tay tất cả các cái công cụ cũng như tất cả các cái kỹ thuật để đàm phán. Tất cả mọi chuyện đều là đàm phán cả, đúng không ạ? Tôi đang đàm phán với anh chị em ấy chứ. Anh chị em đang đàm phán với tôi đấy. Tôi đàm phán về việc là anh chị của tôi share thì tôi sẽ nói chuyện tiếp. Còn nếu không anh chị thì tôi sẽ đóng lại chẳng hạn. Đấy cũng là quá quá trình đàm phán. Thế thì đàm phán chính là một quá trình mà tôi được nhưng anh chị em cũng phải thấy được. Tôi cảm thấy thoải mái nhưng anh chị em cũng phải cảm thấy thoải mái. Còn nếu cái tư tưởng đàm phán theo kiểu là chỉ có tôi được thôi còn anh chị không được cái gì, hoặc là chỉ có tao yêu cầu thôi mày không được quyền đàm phán lại, thì đấy chắc là cái yếu tố là làm ra thất bại. Nên rằng là đàm phán thì đâu là điểm dừng của đàm phán? Đàm phán đến mức độ nào thì hợp lý? Hay là mình chỉ muốn lợi về mình thôi chẳng hạn? Thì tất cả những câu chuyện đấy chúng ta cũng cần phải học. À, trả lời thi môn luôn nhé. Tôi sẽ đào tạo ở 30 ngày đào tạo khác nhau và sẽ kéo dài từ bây giờ đến hết năm 2019. Tôi nhắc lại lần nữa là làm sao mà dạy tất cả các nội dung đó trong vòng một ngày được em. 30 ngày đào tạo đó là tương đương với cả là 60 giờ đào tạo. Tức là mỗi một nội dung đào tạo tôi đào tạo tầm khoảng 2 tiếng. Tiếng rưỡi là tối thiểu, khoảng 2 tiếng, thậm chí có buổi đào tạo lâu hơn. Vậy bạn tính là trung bình là 2 tiếng một cái nội dung đào tạo. Thì tôi sẽ đào tạo trong vòng là bao nhiêu? Tôi đào tạo trong vòng là 30 ngày như vậy. 30 ngày như vậy có nghĩa là mất 60 giờ đào tạo của tôi. Thế được, tôi xin phép dừng lại một chút là thế này. Nói về vấn đề tiền đi. À không, nói lúc này tôi sẽ nói về vấn đề tiền. Tiền chắc mọi người sẽ quan tâm. Và tôi mới nói là tại sao anh chị em lại phải là chia sẻ của tôi cho rất nhiều người. Vì khi anh chị chia sẻ với rất nhiều người, anh chị đang cho rất nhiều người tiền mà anh chị không biết. Tí tôi sẽ nói về tiền và anh chị đừng có sốc về tiền. Ở đây là thế này. Nội dung tiếp theo là xây dựng thương hiệu cá nhân. Bản chất anh muốn thành công thì anh phải xây dựng thương hiệu cá nhân. Từ hình ảnh của anh xuất hiện trước công chúng cho đến việc anh xuất hiện trên Facebook tên nào, anh xuất hiện ở Zalo ra làm sao, anh gọi như là chụp ảnh, anh đăng bài, tất cả đều nói với con người cá nhân. Cái ăn mặc của anh cũng như vậy, đầu tóc vân vân, thì xây dựng thương hiệu cá nhân là cách để giúp chúng ta thành công. Ở nước ngoài người ta tính thế này này, một nhân viên đi làm nếu mà trong trường hợp mà ăn mặc giống như ông trưởng phòng thì sẽ có khả năng lên làm trưởng phòng nhanh hơn hẳn một thằng cha ăn mặc giống như một công nhân. Vì vậy một ông trưởng phòng mà lại ăn mặc và hành xử hay giống ông giám đốc thì người ta cũng thấy rằng là thường xuyên lên làm giám đốc, đúng không ạ? Ok anh chị em ơi, hiện nay gọi như là anh chị thấy không ạ? Anh chị em thấy không ạ? Để đảm bảo được số lượng khách hàng duy trì một cách đều đặn, đây là chuyện không đơn giản. Chúng ta thấy thử ngay ví dụ này, là ví dụ cụ thể nhé. Đây cũng là cách thử cách thức bán hàng của chúng ta nào. Chúng ta đã đẩy được số lượng người tham dự live stream này là đến 520 người. Và bây giờ là 393 người. Thế thì rõ ràng là từ lúc nãy giờ tôi không hề nói cái gì liên quan đến nội dung. Vì vậy không thể nói rằng tôi nói hay hay không hay được. Mà rõ ràng rằng là giữa cái phễu bán hàng chúng ta đang có vấn đề. Đấy, lại lên 401 này. Anh chị hộ tôi thử làm, nếu giả sử chúng ta là người bán hàng, hôm nay nhá, đóng vai là người bán hàng nhá, chúng ta đã từng có 520 người vào cửa hàng của chúng ta, vậy vì sao chúng ta chưa nói về sản phẩm, chúng ta chưa nói về giá bán, mà lại chỉ còn có 400 người đang xuất hiện tại đây? Vậy có phải là chúng ta chưa thật sự nỗ lực để giữ được số lượng khách hàng tiềm năng của chúng ta liên tục duy trì ở mức độ 500 người hay không? Ví dụ chúng ta mở một cửa hàng bán bánh. Ở đây chúng ta biết một cửa hàng bán bánh, anh Hà cửa hàng bánh bánh Onti rất nổi tiếng đấy. Thì nói là cái vấn đề là lúc nào cũng có tầm khoảng là 50 người chờ. Đây là cả một câu chuyện kinh doanh rất khó. Vừa thấy có 50 đứa chờ, nó chưa kịp hỏi giá, tự nhiên là còn có 40 đứa chờ. Xong lúc sau nhìn lại còn có 10 đứa chờ thôi. Mà nó trồi sụt liên tục như vậy thì chắc chắn rằng người kinh doanh đang gặp vấn đề. Vậy thì ở đây nhá, tôi đang là người kinh doanh có vấn đề, bởi vì có 520 người theo dõi tôi đang chỉ nói về tên các môn học mà người ta đã đi ra mất hơn 100 người. Đúng rồi, vì khách hàng buồn ngủ là một phần, thứ hai nữa không đúng đối tượng. Ví dụ nó tưởng cái gì hay, ví dụ xem sex show chẳng hạn, nhưng mà vào thấy một ông vừa xấu vừa buồn đứng đây. Thế vậy trong trường hợp này, chúng ta thấy trong kinh doanh không ạ? Cái việc người ta vào cửa hàng xong người ta thất vọng vì không đúng đối tượng, người ta thấy người ta không phải là đối tượng phải mua cửa hàng này, người ta bỏ làm việc bình thường. Thế nhưng nếu chúng ta là người kinh doanh đúng không ạ, thì chúng ta không thể nào chấp nhận việc đó được. Chúng ta lại phải bù đắp lại con số khác. Vậy nào anh chị hộ tôi đi, bù đắp lại cho tôi con số 520, vì đấy là cái mốc tôi cần. 520, còn nếu trong kinh doanh mà chúng ta lại để dễ dàng chấp nhận,
Thế anh chị nghĩ sao nếu nữa tí chúng ta chỉ xuống có 200 thì sao? Thế nếu xuống 200 chẳng hạn thì tôi sẽ nói luôn tôi không đào tạo nữa. Thế có phải là toàn bộ công sức của chúng ta là ra sông ra biển không? Ông Dũng ông bảo ông đào tạo 2 tiếng, tự nhiên được có 30 phút, ông bảo ông không đào tạo nữa thì chúng ta là người thiệt. Vì vậy trong kinh doanh cũng như vậy, chúng ta luôn luôn phải đặt ra nếu có 500 người chờ thì cửa hàng mình bắt đầu có lãi. Nếu chỉ có 400 người chờ thôi là chúng ta bắt đầu là bị lỗ vốn. Còn nếu có 200 người chờ thôi thì chắc chắn chúng ta sẽ đóng cửa phá sản. Vậy anh chị sẽ là người thụ động ngồi chờ phá sản hay anh chị sẽ là người nỗ lực tiếp theo để bù đắp? Thì đây là câu chuyện liên quan kinh doanh. Nên bài toán ngày hôm nay cũng đặt ra cho tất cả chúng ta, và anh chị em hộ tôi giữ vững vững kỷ lục nhá. 520 người, và đặc biệt đây là những người nhá, đây là những người thật sự có nhu cầu, chứ không phải mở livestream lên chỉ vì bạn bè nó bắt mình phải xem. Thì con mắt này là nó rất nhiều điều trong kinh doanh, anh chị cứ nghiệm lại có đúng như thế không. Tiếp tục này, nội dung thứ 26 là xây dựng đội nhóm bán hàng thành công. Kinh doanh bây giờ, tôi nhắc lại anh chị em lần nữa nhé, nếu đã là kinh doanh thì anh chị phải chấp nhận những khó khăn. Còn nếu mà nói là vui nhá, live stream tốt nhất là live stream lúc 8 giờ tối. Đấy, live stream lúc 8 giờ tối thì mọi người đều thoải mái đúng không? Nhưng trong kinh doanh nó không thoải mái như thế. Anh chị nghĩ sao? Ban đầu ấy, tôi còn định thế này, tôi còn làm phép thử thế này này. Tôi định live stream vào lúc 0 giờ đêm và kết thúc nó 2 giờ sáng. Bởi vì tí tôi sẽ nói về vấn đề tiền cho anh chị xem. Nếu như anh chị thấy cân đối nhé, nếu có chịu khó là muộn một chút mà chúng ta lại có kiến thức để kinh doanh thành công, chúng ta kiếm được tiền tỷ, thì liệu có đáng bỏ hay không? Nếu anh chị nói mệt, tôi là người mệt hơn, đúng không nào? Chúng ta mặc dù rất mệt, tôi cũng muốn được đi ngủ sớm. Giờ này con tôi ở kia cũng đang chờ, vợ tôi cũng đang móng ngóng. Nhưng tôi vẫn đứng để chúng ta thử thách với nhau xem là gì, chúng ta có dám vượt qua những cái khó khăn không. Chứ còn thì không ai muốn live stream một lúc gần 11 giờ như thế này, đúng không? Nhưng tôi xin gửi lời cảm ơn và rất trân trọng 420 người đang có mặt tại đây. Và tôi điểm danh rằng đây chính là những người cực kỳ muốn thành công, và tôi sẽ cho đi những giá trị cực kỳ thành công với các bạn. Và nếu các bạn thấy rằng những người khác cũng muốn thành công như các bạn thì không lý do gì chúng ta không tiếp tục chia sẻ cái nội dung này cho tất cả mọi người, để chúng ta đạt những con số một lớp học 500 người là rất ok. Nội dung tiếp theo là xây dựng đội nhóm bán hàng thành công. Chúng ta sẽ được tôi chia sẻ những cái nội dung giúp anh chị tuyển được đúng người vào đội nhóm này, giữ đội nhóm đó hiệu quả này, rồi là phát huy được năng lực và thế mạnh của mọi người này, đúng không ạ? Đây là điều rất quan trọng. Trong cái thời đại kết nối thì mà chúng ta không giữ được ngay cả cái đội nhóm của mình, ví dụ như 520 người, đây chính là đội nhóm của chúng ta. Giả sử một công ty tuyển được 520 người, thế nhưng do chúng ta không nỗ lực và chúng ta không giữ được đội nhóm thì ngay chỉ mất vài phút thôi, chúng ta chỉ còn 456 người. Đội nhóm trồi sụt thì đồng nghĩa với việc là kết quả kinh doanh trồi sụt. Và nếu ta thụ động để việc đó xảy ra mà chúng ta không có nỗ lực để bù đắp vào, và các thành viên trong đội nhóm không cùng nỗ lực để làm được điều đó, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ kinh doanh thất bại. Nên anh chị để ý đi, một cái câu chuyện live stream của tôi từ đầu giờ đến giờ thôi, nó đang dạy chúng ta một số bài học về kinh doanh và bài học trong cuộc sống, chứ không phải là chỉ câu chuyện live stream bình thường. Và tôi nhắc lại là tôi khác các thầy giảng viên khác ở một chỗ là gì, tôi không dùng chiêu trò nào hết nhá. Tôi không phải là kêu gọi anh chị live stream, share live stream của tôi là vì tôi muốn lấy thành tích nhá. Vì tôi đã từng có những buổi live stream 3.000 người xem, xin thưa các chị. Vì vậy việc là 435 người không phải là thành tích, tôi không tạo thành tích cái đấy làm gì, thành tích đi khoe với ai. Nhưng mà tôi đang nói với chị một số bài học về kinh doanh đang ngay trong buổi live stream chúng ta ngày hôm nay. Nội dung tiếp theo tôi đào tạo cho anh chị đó là kỹ năng giao tiếp và thuyết trình. Bán hàng là giao tiếp, làm việc với nhau trong đơn vị là giao tiếp, hạnh phúc trong cuộc sống cũng là giao tiếp. Còn giao tiếp đỉnh cao hơn đó là thuyết trình, bao gồm thuyết phục và trình bày, thì là kỹ năng mà những người kinh doanh không thể nào không có được. Ngay cả việc anh chị share làm sao lên trên tường để người ta thấy là cái người ta dễ dàng chấp nhận, người ta xem, đấy cũng là kỹ năng giao tiếp. Chứ bây giờ mà chỉ share lên trên tường mà ném vào mặt người ta, sau lại bảo công là mày vào mà coi đi, ông thầy đã bắt tao làm điều đó, thì báo cáo anh chị chúng ta thất bại. Ngay cả share, có nhiều người share người ta xem, có nhiều người share không ai xem cả, đấy cũng là khả năng giao tiếp. Giao tiếp bao gồm giao tiếp bằng lời, giao tiếp bằng ánh mắt, giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể, giao tiếp bằng câu chuyện kể, nhiều cái hay mà chúng ta cần phải học, đó là kỹ năng giao tiếp. Thế thì hiện nay các cái ngân hàng hay là các tập đoàn lớn tôi đào tạo ấy, thì riêng dân sale thì kỹ năng giao tiếp ta bắt học rất nhiều.
Tiếp tục nữa là nội dung tiếp theo là chất lượng sản phẩm, yếu tố tiên quyết. Hiện nay có rất nhiều người đào tạo nói rằng là không cần quan tâm sản phẩm là gì, chỉ cần bán hàng thôi, chỉ cần marketing thôi. Quan điểm của tôi thì không phải như vậy. Dù marketing giữ vai trò cực kỳ quan trọng thì tối đa nó nắm giữ tầm khoảng 60%. Còn 40% các cụ gọi là có bột với gột lên hồ đấy, nó phải là chiếm tối thiểu 40%. Tôi nói ví dụ nhé, bài live stream của tôi buổi tối là ví dụ, các tối sau là ví dụ. Nếu tôi giảng không ra gì, tôi toàn dùng chiêu trò marketing thôi, thì tôi khẳng định rằng đến giờ này tôi không thể giữ được tầm khoảng hơn 400 người tại đây. Ông có làm chiêu trò gì chăng nữa đúng không? Ông có thổi like, ông có kích comment, ông có làm share rời đất, thì người ta vào một phút rồi người ta ra khỏi đây ngay, chứ người ta ở đây làm gì? Còn việc mà có tự tận 400 người, 500 người xem vào thời điểm là 11 giờ đêm là nó phải là cái bột. Đúng không ạ? Vậy thì trong kinh doanh cũng như vậy. Cái sản phẩm của anh nó phải chiếm giữ tầm khoảng 40-50% anh mới giữ người ta được. Bây giờ anh tìm mọi cách, anh có hàng trăm nghìn người theo dõi anh, anh làm mọi cách để có hàng nghìn người có như vào like bài Facebook của anh, rồi anh làm các cửa hàng mà người ta lượt đông chờ đợi rất đông, nhưng mà động đến sản phẩm của ông là đồ dở mà ai ta mua. Thế vậy làm thế nào để liên tục có những sản phẩm để hút khách hàng, liên tục có sản phẩm để làm khách hàng ta cảm thấy tò mò thú vị? Thì đây là một buổi đào tạo nghiêm túc, nó là tổng hợp của rất nhiều các cái kỹ năng khác nhau, kể cả quá trình nghiên cứu phát triển và sản xuất thì ta mới có được. Đây này, sản phẩm nó tốt thì nó trồi sụt xuống 400 nó lại lên 450. Thì đấy là cái nội dung. Tiếp tục nữa là gì? Vai trò của người dẫn đường trong kinh doanh đội nhóm và vai trò của người lãnh đạo trong công ty. Thì báo cáo các chị, đấy là toàn bộ 30 cái buổi đào tạo của tôi. Và bây giờ tôi nói về vấn đề tiền cho anh chị là thế này nha. Cảm ơn anh Ngô Quốc Đông. Anh chị tưởng tượng là trên mạng của chúng ta hiện nay đang có sự tham gia anh Ngô Quốc Đông, một con người rất là tài năng, một con người rất là xuất sắc về cả marketing luôn. Và hôm nào chắc tôi sẽ nhờ anh Đông chia sẻ cùng với anh chị em. Ở đây này, tại sao tôi muốn anh chị em chia sẻ cho nhiều người là vì một nội dung thế này. Trong các bài live stream của tôi sẽ khác những người khác. Bởi vì anh chị tưởng tượng nhé, 500 con người đang theo dõi tôi vào thời điểm này là 500 người thầy. Là 500 người thầy. Và nếu anh chị nhìn 500 người thầy này, bản thân tôi là người kết nối tất cả mọi người, tôi sẽ biết ngay, ví dụ là anh Ngô Quốc Đông giỏi phần nào, anh Thiện Dương là xuất sắc ra làm sao, anh Kim Nhật Phát có thế mạnh gì, chị Vũ Khánh Vân là chuyên gia lĩnh vực gì. Thì tôi sẽ giới thiệu cho anh chị, ví dụ anh chị nào muốn làm quảng cáo, anh chị hãy gặp chị Vũ Khánh Vân chẳng hạn. Anh chị nào mà muốn quản lý đội nhóm hãy gặp anh Ngô Quốc Đông. Ai mà muốn kinh doanh online thì hãy liên lạc với cả anh Hoàng Trung Phương, ví dụ thế. Rồi là chị Hương Giã Quỳ là chuyên gia lĩnh vực gì. Thì tôi nhắc lại là trong cái buổi live stream của tôi muốn là có rất nhiều các chuyên gia cùng tham dự. Mà chuyên gia ấy thì không phải là tự nhận mình là chuyên gia đâu. Chuyên gia bao giờ người ta cũng ẩn mình trong các đám đông. Và cái cây gỗ quý thì nằm ở trong rừng ấy, nó bao giờ được bao bọc bởi rất nhiều cây vớ vẩn xung quanh. Chỉ có cái người nào mà phải vạt được rất nhiều cái cây vớ vẩn xung quanh mới nhìn cây gỗ quý. Chứ còn cây gỗ quý chẳng mấy khi tự nhiên nó đứng ở giữa đường nó bảo tao là cây gỗ quý đâu. Cho nên chuyên gia cũng như vậy. Chuyên gia không ai tự nhiên ra nhận tôi là chuyên gia đâu. Chuyên gia là ẩn trong số những người đang theo dõi live stream của tôi đây này. Chuyên gia là những người mà rất bình thường mà có khi vô tình lên xem live stream của tôi đây này. Thế nhưng bởi vì tôi nhắc lại lần nữa là tôi là quen biết rất là rộng. Và tôi nhìn là tôi biết ông đang là chuyên gia gì. Vì vậy là tôi nhìn, tôi sẽ biết giới thiệu cho các bạn, và chúng ta sẽ tạo thành những cái nhóm nhỏ hơn để chúng ta tham gia vào cái quá trình công việc và cuộc sống của chúng ta. Nên tôi rất mong anh các chị là chúng ta mỗi một người giúp tôi một tay một chân, ta kéo gọi nhiều người vào, chúng ta tạo thành một cộng đồng Kingsman rất là rộng lớn. Thế thì bây giờ tôi nói về vấn đề tiền anh chị em nhé. Ngày hôm nay đầu tiên của chúng ta là, thứ nhất anh chị đã biết được là nội dung 30 chương trình đào tạo. Thế tôi nói thêm, 30 chương trình đào tạo này tôi sẽ đào tạo một tuần 2 buổi. Như vậy là tôi mất 15 tuần. Tôi mất 15 tuần để đào tạo cho anh chị em tất cả các nội dung này. Thế từ bây giờ đến Tết âm lịch, tôi tính rồi đâu đó tầm khoảng là 3 tháng rưỡi. Thì nó vừa đẹp với cả là 15 tuần lương. 15 tuần này tuần nào cũng phải đào tạo mất 2 ngày. Thì tôi mới hết được các nội dung này. Và mỗi một ngày đào tạo như vậy là tôi sẽ đào tạo trong vòng 2 tiếng. Vậy thì thưa anh chị là trong vòng 2 tiếng đó tôi sẽ giải đáp tất cả các câu hỏi của chị em luôn. Thế thì cái format đào tạo tôi sẽ là như thế này này. Tức là trong vòng 2 tiếng đó thì 1 tiếng đầu tiên tôi sẽ đào tạo về mặt lý thuyết.
Đúng ạ, về các cái kỹ năng, các cái kinh nghiệm của tôi sẽ nói hết trong vòng một tiếng. Và chắc anh chị đã từng học tôi, anh chị biết rồi, tôi là người nói tương đối nhanh. Và tôi xin khẳng định lại lần nữa là chính vì tôi nói nhanh nên tôi cần các anh chị phải comment. Mỗi người chịu khó comment và đừng trông chờ thằng khác nó comment hộ mình. Anh chị phải tự comment thì người này comment được câu này, người khác comment được câu khác. Thì sau đó anh chị xem lại cái live stream của tôi, anh chị tổng hợp lại thì anh chị cũng có được cái kiến thức. Đúng không? Và anh chị comment như vậy thì nó thành kiến thức của riêng mình. Thế thì một tiếng còn lại thì tôi đã báo anh chị toàn bộ cái nội dung rồi. Vì vậy là đến trước cái buổi đào tạo nào thì anh chị chuẩn bị tất cả các câu hỏi. Các câu hỏi liên quan đến mình, các câu hỏi liên quan đến công ty mình, các câu hỏi liên quan đến cuộc sống của mình, anh chị viết ra. Và ở đây tôi cũng nói nguyên tắc luôn là anh chị đừng nên hỏi những câu hỏi quá cá nhân, quá riêng tư. Ví dụ là muốn là thầy ơi, thầy giúp cho em làm thế nào em bán được 5 hộp trà giảm cân vào ngày mai chẳng hạn, thì báo cáo các chị như thế nó cá nhân quá. Hay là tự nhiên có nhiều người cứ trình bày là thầy ơi em có một công ty của em thì có 2 thằng nhân viên, trong đó có một thằng thì nó thế này thế kia, anh ấy đã làm cho em biết làm thế nào để giải quyết được triệt để cái thằng đấy. Thì tức là nếu mà tôi trả lời cho một trường hợp cụ thể như vậy thì gần như là tôi hết thời gian live stream rồi, thì người khác học làm sao. Cho nên khi mà trong một số trường hợp ấy thì tôi cũng sẽ chọn một số cái câu hỏi cá nhân nhé, nhưng mà tôi sẽ nâng lên thành cái quan điểm chung để trả lời một bạn nhưng mà giải quyết được câu chuyện của nhiều bạn khác. Thế nhưng mà chúng ta cần đặt câu hỏi. Còn nếu các bạn không đặt câu hỏi gì trong vòng một tiếng này thì tôi sẽ ngồi chơi đấy nhé. Tôi sẽ lại phải cho anh chị nghe nhạc, gọi như là chán thôi đấy. Cho nên là ở đây là ngày hôm nay là chúng ta lên đây chúng ta thống nhất rất nhiều quan điểm để các buổi sau đi vào nội dung nó rất là hiệu quả nhé. Báo cáo anh chị là gì? Một tiếng là đào tạo về kiến thức, một tiếng sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của anh chị em. Còn nếu anh chị em nào chưa thỏa mãn với những câu hỏi đấy thì chúng ta sẽ tiếp tục inbox, chúng ta tiếp tục gọi như là trao đổi với nhau bằng điện thoại vân vân và vân vân. Tôi không có ngại gì trong việc là tôi sẽ trao đổi với anh chị, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng kinh doanh với nhau, tạo thành những tổ hợp với nhau, đúng không ạ? Thế thì ở đây tôi nói thêm, anh chị ở đây trong số 425 người này có rất nhiều người đã từng là học viên của tôi và rất nhiều người đã nằm trong các cái công ty mà đã tôi đào tạo. Thế anh chị biết rằng ở đây tôi xin phép chia sẻ một chút là gì? Các công ty hiện nay đang thuê tôi đào tạo ấy, mời tôi đào tạo ấy, thì một buổi tối live stream 1 tiếng rưỡi. Tôi nói luôn, cái này tôi không, bởi vì anh chị biết mà, 1 tiếng rưỡi thì thưa anh các chị rằng là các công ty thường trả tôi mức giá là 60 triệu đồng trong 1 tiếng rưỡi. Vì vậy báo cáo anh các chị là tôi đủ giàu. Tôi không ngại, tôi không khoe giàu khoe có, nhưng tôi nhắc lại là tôi đủ tiền. 60 triệu đồng trong vòng 1 tiếng rưỡi. Vậy mà tôi đang đào tạo cho anh chị em đây là từ tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Vậy anh chị hộ tôi nhân 60 triệu đồng một ngày, gọi là một buổi đào tạo, nhân với cả 30, có phải là 1 tỷ 8 không ạ? Vì vậy là để tham gia chương trình đào tạo này là tôi đang tặng cho các chị 1 tỷ 8 bằng tiền một con xe GLC 250. Dạ, cho không ạ. Thế còn nếu nói với từng cá nhân một thì mọi người sẽ bảo này là ôi giời ơi thầy nói tỷ 8 đấy, thầy cho mọi người, cho riêng gì em. Thế tôi nói thêm luôn, nếu anh chị đăng ký các khóa học online của thầy là tôi không biết, tôi đang nói một thầy trung bình ở trên thị trường, thì để học một cái ngày thế này anh chị sẽ đóng 2 triệu đồng. 2 triệu đồng một người, vậy thì 30 ngày nó sẽ là 60 triệu. Vậy thì anh chị có thể không nhớ con số 1 tỷ 8 của tôi cũng được, nhưng anh chị nhớ rằng là tôi đang cho anh chị 60 triệu đồng một người. Thế thì quan điểm cá nhân tôi là thế này, vẫn là cái quan điểm là nếu như cho một con cá người ta ăn hết thì thôi. Tôi thì không đủ giàu đến mức độ là tôi cho anh chị tự nhiên đi gọi người cha vơ chú váo lên này và ta cho mày 60 triệu. Thứ nhất tôi không đủ giàu để làm việc đấy, và tôi không bị điên để tôi làm cái việc đó. Anh chị phải làm gì tôi mới cho anh chị 60 triệu chứ, đúng không ạ? Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi không cho được anh chị 60 triệu, nhưng tôi cho anh chị những khóa học trị giá 60 triệu để rồi anh chị kiếm được 600 triệu, 6 tỷ và thậm chí nhiều hơn nữa. Và tôi vẫn có một nguyên tắc tại lớp học của tôi không cho đi miễn phí cái gì bao giờ. Tôi cho miễn phí cái gì? Nói thẳng luôn, chúng ta chẳng làm sao chúng ta phải giấu giếm chuyện đó cả, đúng không ạ? Thứ nhất, tôi cho anh chị một khóa học 60 triệu để rồi anh chị kiếm được 600 triệu, anh chị kiếm được 6 tỷ.
Chỉ cần khi anh chị kiếm được 600 triệu và anh chị kiếm được 6 tỷ, đến ngày 20 tháng 11, đến ngày cuối năm, cuối tháng, anh chị, ví dụ chị Linh Mưu chẳng hạn, chị bán mỹ phẩm, chị gửi tặng tôi bộ mỹ phẩm, tri ân tôi là tôi mừng. Anh Phạm Đức Dũng, anh thấy năm anh kiếm được, anh nhớ đến tôi, anh trích cho tôi 1% lợi nhuận công ty anh gửi tôi mừng. Thứ nhất là tôi không thể biết anh chị kiếm được bao nhiêu, chỉ anh chị biết anh chị kiếm bao nhiêu, cơ quan thuế còn chả biết anh chị kiếm được bao nhiêu nữa là tôi. Nhưng mà một trong những cái cực kỳ quan trọng để làm người và để làm nhà kinh doanh thành công, đứng đầu tiên bài học hôm nay đó là sự tri ân. Tôi đem đến cho anh chị giá trị, anh chị thấy hay anh chị xem, anh chị thấy không hay nhá, đừng để tôi phải block anh chị. Có những người tôi nói thật anh chị là tôi thấy buồn lắm. Ví dụ vào chứ, thằng điên nó lung tung, ví dụ thế, comment thế, tôi thỉnh thoảng tôi vẫn gặp. Tôi nhắc lại này, thứ nhất là anh chưa làm được như tôi, anh chưa đào tạo được buổi nào miễn phí cho ai cả. Thì anh không nghe tôi, anh làm ơn anh ao ra thế là xong. Anh đã không hộ tôi chia sẻ đã đành, anh chẳng comment một câu động viên tôi, anh bảo tôi nói lung tung. Thì tôi đã lung tung lên tường nhà tôi thì anh ra khỏi đây thế là xong. Cần gì anh chửi tôi câu đấy đúng không? Tôi nói thật luôn là những người như vậy tôi chưa từng thấy một ai mà khá được cả. Tất cả những người giàu tôi gặp trong cuộc sống, tất cả những người thành công tôi gặp trong cuộc sống, tất cả những người mà có một cuộc sống hạnh phúc trong cuộc sống đều có một đặc điểm đầu tiên và bài học đầu tiên phải học, đó chính là lòng biết ơn. Nên hay là tôi nói thẳng luôn, mọi người bảo úi dồi ôi lớp học thầy Dũng hay lắm, thế thì chỉ cần thể hiện sự biết ơn bằng cách đúng không ạ, giới thiệu cho nhiều người hơn tham gia lớp học của tôi. Nếu quay trở về tháp nhu cầu của Maslow nhé, đầu tiên con người ta thích tiền à, xong bắt đầu con người ta thích được đi làm việc này, xong người ta thích được gọi như là được ngợi khen này, xong người ta thích được làm những việc người ta thích này, xong rồi làm những cái gì mà được xã hội ghi nhận. Thế đến giờ tôi nói thật với anh chị em là tôi muốn được ghi nhận. Ghi nhận ở đâu? Bởi anh chị. Và cũng được ghi nhận là những cái anh chị thấy bây giờ trong xã hội nhé, có nhiều ông cũng không xứng đáng được gọi là giảng viên, gọi là thầy. Thế nhưng mà bởi vì nó bảo là tôi là giảng viên, tôi được hàng nghìn người like. Trong đó ông Dũng ông bảo ông là giảng viên hay, mà tại sao ông được có 200 người like? Thế nên nhiều khi ấy, đây gọi là lòng tự trọng trong nghề nghiệp. Đây đôi khi là cái mà phải khẳng định lại. Ở cho nên nhiều khi tôi đi giảng nhé, tôi nói luôn là lớp học của tôi ấy là phải 100 triệu tôi mới giảng. Không phải bởi vì tôi muốn làm khó anh chị, không phải vì tôi thiếu 100 triệu tôi đòi anh chị 100 triệu. Mà vì tôi thấy các công ty của anh đã từng trả cho những giảng viên khác 100 triệu mà cái ông đấy so với tôi không bằng tôi. Thế tại sao tôi lại phải lấy anh 50 triệu? Bởi vì nếu tôi lấy 50 triệu tôi thương anh, ông lại nói cái này này. Đấy, biết ngay mà. Ông Dũng này trình độ kém, chỉ bằng một nửa ông kia, chỉ 50 triệu thôi. Cho nên là cảm ơn anh chị 500 người, một con số không thể tuyệt vời hơn. Vậy thì báo cáo anh các chị là tôi phải lấy 100 triệu. Thế vậy bây giờ quay trở về không phải đặt tiền, bây giờ quay trở về câu chuyện về like hay là comment cũng thế thôi. Có những ông đi tự thở tào khoe là gì, tôi giảng hay lắm bởi vì đến tận nửa đêm tôi vẫn có 500 người xem. Thế thì ông Dũng cũng phải nói là gì, tôi cũng giỏi chứ, bởi vì đến nửa đêm tôi có 500 người xem. Cho nên vậy là ở đây tôi nói luôn, tôi cho anh chị tất cả mọi cái miễn phí, nhưng tôi phần thu được lại, đó là Facebook của tôi có nhiều người follow, đó là cái live stream của tôi có nhiều người xem và nhiều người comment. Và khi tôi đạt được điều đó rồi thì có bao nhiêu cái gọi là tâm huyết ruột gan tôi mang cho anh chị hết. Trong kinh doanh, tôi nhắc lại lần nữa, một trong đặc điểm của dân kinh doanh là phải nói rõ tôi muốn cái gì. Được chưa ạ? Nào, tôi muốn cái gì? Thế trong trường hợp mà còn bản thân mình còn không biết là mình muốn cái gì thì chết đúng không ạ? Vì vậy xin thưa anh chị, tôi muốn đấy thì nói ra. Bài học tiếp theo trong kinh doanh tôi giảng anh chị này, anh chị muốn cái gì anh chị nói ra. Anh chị là nhân viên, anh chị đã gặp sếp, thưa sếp em sẽ làm việc cực kỳ hiệu quả cho sếp, nhưng em muốn được tăng lương vào cuối tháng. Sếp thì nói, anh muốn em trở thành một nhân viên tốt, bởi vì em là nhân viên tốt thì anh cũng là người được lợi, nhưng đồng thời em cũng sẽ được anh quan tâm nâng đỡ. Nói thẳng ra, đúng không ạ? Anh Ngô Quốc Đông nói, ngày xưa tôi rất là vinh dự khi được là đồng nghiệp anh Ngô Quốc Đông. Tôi đã nói thẳng, tôi sẽ cho anh chị, nhưng bù lại chị cho tôi cái gì? Vậy thì ngược lại trong kinh doanh nhé, chúng ta cũng thế thôi, đem giá trị cho khách hàng thì khách hàng phải trả tiền cho chúng ta. Đề xuất với đối tác điều này, tôi đưa chân giò bà thò chai rượu mà, chứ còn
trong kinh doanh mà chúng ta không thành thật với nhau ngay từ ban đầu. Đúng ạ, chúng ta cứ cái kiểu là úp úp mở mở, chúng ta theo cứ cái kiểu là không nói ra nhưng sau đó đến trách cứ, đâm ra nó mất vui. Vì vậy, nói lại luôn là tôi muốn anh chị em hỗ trợ tôi và tôi sẽ cho anh chị tất cả mọi thứ. Đúng ạ, 1 tỷ 8 là số tiền lớn không? Lớn, quá lớn. 60 triệu với anh chị số tiền lớn không? Lớn. Tôi khẳng định nha, nếu bây giờ bảo anh chị đóng 60 triệu học lớp này, chắc chắn anh chị không học. Hay là bảo tự nhiên tôi cho 1 tỷ 8, đương nhiên tôi không cho, giờ hơi à. Thế nhưng thưa anh các chị là gì, tôi sẽ làm điều đó bởi vì đơn giản rằng tôi thấy là tôi có thể làm một cách đơn giản dễ dàng, đó là cho kiến thức. Thì anh chị cũng rất đơn giản và dễ dàng bằng những gì anh chị làm được cho tôi, anh chị hỗ trợ tôi xong. Rất đơn giản, rất fair đúng không ạ? Thế vậy bây giờ thế này, chúng ta đi vào cái nội dung một chút chia sẻ với anh chị. Đó là vì sao chúng ta phải kinh doanh, và đặc biệt là khi kinh doanh thì vì sao chúng ta lại phải thành công. Nó chỉ có hai ý đó trong ngày hôm nay thôi. Còn 30 cái nội dung còn lại, ngày hôm nay là 31 nội dung ấy, thì thưa các chị là tôi sẽ chia sẻ với chị lần lượt. Nội dung số 1 là vì sao ta phải kinh doanh. Thưa các chị rằng là hiện nay Việt Nam chúng ta đang nói sai một câu nói rất nổi tiếng. Mọi người hay nói một câu đó là phi thương bất phú. Câu này không đúng anh chị em ạ. Người ta mượn lời của nhà bác học Lê Quý Đôn để nói. Thưa anh chị rằng là người ta nói là ông Lê Quý Đôn ông không nói câu đấy. Lê Quý Đôn nói một câu mà tôi nhớ tương đối là thế này: phi nông thì bất ổn. Tức là một quốc gia mà không có nông nghiệp thì chắc chắn là không ổn. Cho nên an ninh lương thực là phải hàng đầu. Câu thứ hai là gì? Là phi trí thì bất hưng. Tức là một đất nước hoặc một con người mà không có học ấy thì không thể hưng thịnh được, không thể phát triển được, không thể giàu có được. Câu thứ ba là phi công bất phú. Không có công nghiệp thì không thể giàu có được. Câu chuẩn phải là phi công bất phú. Bởi vì lúc bây giờ ông Lê Quý Đôn nói câu đấy là khi đất nước đang nông nghiệp, ông đã nhận thức được cái vai trò của cái gọi như là công nghiệp rồi. Cho nên vì là phi công là bất phú. Đúng không ạ? Tiếp tục nữa là gì ạ? Phi thương là bất hoạt. Không có thương nghiệp, không có thương mại là không có sự linh hoạt. Mà con người ta mà thiếu đi sự linh hoạt, một đất nước mà thiếu đi sự linh hoạt ấy, thì nó giống như cái con người chúng ta, cái dòng máu nó đông lại, nó không lưu thông. Nó làm cho con người trở nên trì trệ, làm đất nước trở nên rơi vào tình trạng trì trệ. Cho nên vậy các quốc gia bây giờ ta sợ nhất là bị đóng cửa biên giới. Đúng không? Chiến tranh thương mại mà xảy ra giữa Trung Quốc và Mỹ chẳng hạn, mà không có giao thương với nhau là coi như cả hai thằng đều chết. Cho nên là chỉ mang thương mại ra, đúng không ạ? Phi thương là bất hoạt. Vậy thì ở đây quay trở về cái xã hội Việt Nam chúng ta, tôi nói luôn là gì ạ? Người Việt Nam ta bị rơi một giai đoạn dài là bị cấm vận về kinh tế. Và vì bị cấm vận về kinh tế cho nên vì vậy là mọi người đành phải đi làm rất nhiều việc khác. Mà trong những công việc đó, đó chính là đi làm công chức này, đi làm giáo viên này, đi làm công an, đi làm bộ đội, đi làm những cái việc mà nó không liên quan đến thương mại. Cho nên vì vậy là nó phù hợp với bối cảnh kinh tế đất nước một thời định kỳ nào đó. Thế nhưng mà khi bắt đầu đất nước mở cửa ra thì chúng ta lại vẫn giữ nguyên cái quan điểm theo kiểu là gì ạ? Đó là bọn con buôn này, bọn buôn bán này, bọn kinh doanh này. Vì vậy anh chị thấy không ạ? Ngành nghề gì cũng có một ngày tôn vinh, nhưng mãi tận cách đây thời gian ngắn mới có một ngày gọi là dành cho doanh nhân. Và cái từ doanh nhân ấy nó hiện lên với những ý nghĩa rất xấu xa. Nào là doanh nhân có nghĩa là lừa đảo này, doanh nhân có nghĩa là cái bọn đi buôn bán nước bọt này, là bọn phe này, là bọn cò này, là bọn gọi như là không làm cái gì mà được kiếm được nhiều tiền hơn là cái bọn đi sản xuất này. Tóm lại là cái tư tưởng của chúng ta là như vậy. Cho nên bây giờ đi về mà khoe bố mẹ rằng con vừa được vào bộ nọ bộ kia thì bố mẹ mừng lắm, đi khoe cả làng cả tổng. Rồi con được lên chức ở trong cơ quan hành chính nhà nước thì gọi như là làm lễ rùm beng lắm. Thế nhưng mà về khoe là con kinh doanh thành công thì có khi lại bị bố mẹ nhắc một câu là mày cứ cẩn thận đấy, coi chừng có ngày đi tù ấy. Tại sao nó cứ mở miệng ra nói việc đi kinh doanh lại cứ bị nhắc là cẩn thận mới đi tù là nào nhỉ? Làm gì mà đi tù? Đúng không? Nó tham ô tham nhũng chưa đi tù thì thôi, tại sao kinh doanh lại đi tù? Thế vì vậy là trong đầu các cụ ấy,
trong đầu của rất nhiều người trong xã hội ấy là nghĩ kinh doanh nó rất là xa xôi, nó rất là xấu xa, nó rất là cái gì đấy, như kiểu là không nên được gọi như là trân trọng. Thì đây là một cái quan điểm mà tôi nghĩ rằng là nó rất là nguy hiểm. Thế bây giờ ở đây tôi nói một câu anh chị hiểu này, không kinh doanh, nói một câu anh chị ghi lại câu này của tôi này, tất cả con mẹ tôi câu này này: nếu chúng ta muốn mua một cái gì đó thì chúng ta phải bán được một cái gì đó, đúng không? Anh chị cứ nghĩ thử xem, tất cả chúng ta ở đây đều muốn mua nhà, đều muốn mua xe, đều muốn con cái được học ở trường nọ trường kia, đều muốn rằng mình đi du lịch nước ngoài, đều muốn là mình mua một cái váy thật đẹp, mình mua túi Louis Vuitton. Ở đây trên mạng có rất nhiều chị em phụ nữ nói về túi Louis Vuitton đi. Anh chị biết với một túi Louis Vuitton bây giờ nó phải tầm khoảng 60 triệu. Thế tôi chỉ hỏi anh chị một câu là để mua được cái túi Louis Vuitton 60 triệu, anh chị lấy cái gì ra mua 60 triệu? Anh chị phải có 60 triệu, thế tôi hỏi 60 triệu anh chị lấy đâu ra? Thế anh chị phải bán được cái gì đó. Thế thì có rất nhiều người bán gì? Bán sức lao động. Bán bằng 8 tiếng đồng hồ là ngồi ở trong các văn phòng công sở để phục vụ. Thì đấy cũng là bán thời gian. Thậm chí một số người, xin lỗi là tôi nói động chạm với anh chị thông cảm, bán sự hầu hạ, nịnh thằng khác để nó cho mình 60 triệu để mình đi mua túi Louis Vuitton. Thế thì kinh doanh bản chất cũng là bán, nhưng mà bán hàng. Bán đi cái gọi giải pháp để giải quyết những vấn đề của khách hàng, để người ta cho mình số tiền lãi, vừa bù đắp được cái tiền sản xuất ra, tiền chúng ta nhập hàng, và do có tiền lãi. Thế có phải là để mua được cái túi Louis Vuitton 60 triệu là chúng ta phải bán được một cái gì đó? Nếu mà bán được cái gì đó cũng lãi được 60 triệu thì ngon, còn nếu bán được cái gì chỉ lãi được 6 triệu thôi thì phải bán được 10 cái, còn nếu bán được 600 nghìn thì bán được 100 cái thì chúng ta sẽ có tiền để mua được cái túi Louis Vuitton đó. Thế nhưng mà rất kỳ lạ ở xã hội chúng ta là chúng ta không muốn bán cái gì cả, nhưng chúng ta lại vẫn muốn có tiền để mua rất nhiều thứ. Xin bố mẹ ái anh chị, hay là đi cướp của xã hội. Và tôi nói thẳng luôn, tôi không ngại gì, là rất nhiều người có tư tưởng muốn mua được nhiều thứ nhưng không muốn bán cái gì, và chỉ nghĩ tìm cách để ăn cướp của xã hội. Anh cướp cái gì? Đúng không nào? Cướp đường, cướp chợ hay cướp cái gì bây giờ đây? Một số thằng khác đi cướp ngân hàng. Cướp ngân hàng anh chị thấy rồi, ở Việt Nam ấy có thằng nào cướp ngân hàng thành công không? Hoặc là nhờ vào trò may rủi á, đi đánh bạc á, đi trúng Việt Lot á. Úi Việt Lot xin thưa anh chị, chẳng ai trúng đâu. Trúng sao nổi? Tỷ lệ đây trúng sao được? Cho nên bây giờ một số người khác thì tiếp tục bán gì ạ? Bán nó gọi như là sự trông đợi một cái gì đó vào người khác. Tôi nói luôn nhé. Câu này chị nên comment xuống này: đừng bao giờ đặt vận mệnh của mình và ước mơ của mình vào tay một thằng khác. Nói đi cho nó dễ hiểu đi. Giả sử tôi đây, tôi là nhân viên của ông Ngô Quốc Đông đi. Ông Đông hứa với tôi: ứ mày cứ chịu khó theo hầu hạ anh, ngày mai sau có gì anh về anh cho mày lên chức của anh, tha hồ mày gọi như là kiếm. Thế nhưng xin thưa các chị, là đến đời ông Đông ông chưa lo được cho ông đấy, nói gì lúc ông về hưu ông nhớ đến mình. Vì vậy là toàn bộ vận mệnh của mình đặt vào tay của ông Đông, đúng không nào? Và mình là người không chủ động được cái việc đấy. Đến bao giờ ông Đông nhớ đâu, ông Đông lúc về ông lại nhớ cháu ông hơn là ông cho cháu ông lên làm trưởng phòng, không phải mình thì sao? Đúng nào? Vì vậy chúng ta đặt vào tay vận mệnh người khác. Tôi còn xin lỗi anh chị là bây giờ tôi còn có nhiều người nhé, bạn bè lại bảo nó như phải xin nó đi làm việc, xin lỗi nó là chờ làm việc nọ việc kia để được cái phòng đấy, nó nhiều phong bì lắm. Thế anh hoàn toàn thụ động. Thế giả sử ngày hôm đấy, xin lỗi anh, không có thằng nào nó lên cái phòng của anh để nó đưa phong bì thì anh chết đói ngày hôm đấy à? Thế là tức là chúng ta luôn luôn đặt vận mệnh và ước mơ của mình vào tay thằng khác nó quyết. Và đây là điều rất dở, nhưng mà rất nhiều bố mẹ và rất nhiều người trong số chúng ta vẫn đang giữ cái việc là mình phải chạy cho nó vào cơ quan này, cơ quan kia. Mình phải đặt nó dưới sự gọi như là bảo bọc của ông này, ông khác, để nó mai sau sẽ được như ông đấy bây giờ. Trong khi thời đại cứ thay đổi thì mình lại vẫn giữ nguyên cái quan điểm đó là đặt mình thụ động, trông chờ vào người khác. Đây là một sai lầm, tôi nhắc lại lần nữa là gọi là kinh điển luôn. Thế tại sao chúng ta không chọn cách chủ động? Là chúng ta đi bán hàng, chúng ta đi kinh doanh để cho kiếm tiền và chủ động mà. Anh thấy chủ động hay không? Khi tôi thấy giảm dưới 500 người, tôi thấy thôi chết rồi, dưới 500 người rồi. Thế tôi chủ động, tôi đề nghị là anh chị em đấy, cho tôi 502 đi, là lên 502. Tôi là người chủ động được, chứ còn bây giờ tự nhiên tôi vào một cái nơi nào đấy mà tôi không có chủ động được, tôi không thể kêu gọi được, thì bọc anh chị là chết. Đúng không ạ? Làm sao tôi tin được? Tôi phải chủ động việc của tôi chứ.
Thế còn ngay cả việc tôi kêu like anh chị đây nhá, tôi chỉ chủ động kêu gọi là thôi, tôi vẫn đang phụ thuộc vào các bạn đây này. Thế các bạn không share của tôi, các bạn không chịu comment của tôi làm gì các bạn nào? Tôi cùng lắm tôi phũ lên là tôi không giảng nữa là cùng cái gì. Cho nên là tất cả những gì mà chúng ta phải thụ động vào người khác, chúng ta phải đặt mình vào người khác thì nó rất là mong manh. Đúng không nào? Thì nhưng ít nhất tôi còn một sự chủ động duy nhất là tôi chủ động kêu gọi là các bạn. Thế việc bán hàng nó cũng như vậy thôi. Việc mua hàng hay không là tùy khách hàng. Việc mua hàng hay quyết định móc tiền hay không là việc của người ta. Nhưng ít nhất mình còn chủ động được việc đó là mình chào bán cho người ta, mình thuyết phục người ta, mình chủ động người ta order, mình chủ động cho người ta dùng thử, mình chủ động chăm sóc người ta. Thì đấy là mình chủ động được. Thì ít nhất trong một cuộc chơi mình phải nắm được tầm khoảng 60%, người ta gọi là cầm đằng chuôi chứ. Chứ đây tất cả mọi cái để cho nó gọi như là chủ động hết thì mình là người người ta gọi là giả mất rồi. Cho nên là đấy là lý do là vì sao ta phải kinh doanh. Thế có một số người khác trong xã hội hiện nay thì chọn cách thế này. Em ứ đi kinh doanh mà em đi vay tiền ngân hàng, em dùng thẻ tín dụng có được không? Đấy cũng là cách tức là mua được cái gì đấy đúng không? Mẹ dùng thẻ tín dụng đi mua cái túi Louis Vuitton. Vì câu nói nổi tiếng mà anh Lê Thẩm Dương đã từng có một lần nói ấy, là mọi cái đều ra đi thì cuối cùng chỉ còn dư nợ ở lại. Cái câu này hay mà. Đến cuối đời nhá, tất cả mọi cái đều ra đi, dư nợ là còn ở lại. Thế thì dư nợ ở lại có nghĩa là gì ạ? Tao cứ vay tiền ngân hàng, tao cứ quẹt thẻ tín dụng tao tiêu, còn mai sau tao chết thì con cái tao phải trả, còn nếu không cùng tao chết thì mà tao không con cái thì nó khỏi trả luôn. Nhưng thưa anh các chị, từ lúc chúng ta đi vay thẻ tín dụng cho đến lúc chúng ta chết, tháng nào chẳng phải trả. Thế trả bằng cái gì? Trả bằng lãi này, trả bằng tiền gốc này, không người ngân hàng trở nên siết nợ à? Thế thì ở đây cái câu nói rất hay của chúng ta là gì? Nếu anh lạm dụng thẻ tín dụng nhé, mà tháng sau anh không có khả năng trả được toàn bộ dư nợ tháng trước của anh, thì bản chất là anh đang bán đi cái tương lai tươi sáng của anh để ông nuôi béo ngân hàng. Mặc dù tôi là dân làm ngân hàng nhé, sẽ thật tuyệt vời nếu như anh sử dụng thẻ tín dụng hoặc anh vay nợ mà đến cuối tháng, cuối năm hoặc đến kỳ anh trả được toàn bộ nợ nần cho người ta thì thật là tuyệt vời. Bản thân tôi là dân làm tài chính, dùng đòn bẩy tài chính tốt mà. Công ty anh có đủ tiền chăng nữa anh cũng nên vay ngân hàng để anh mở rộng kinh doanh, sản xuất, điều đó quá tốt. Hai bên cùng có lợi, ngân hàng cũng được lợi, anh cũng có lợi. Nhưng anh phải là người làm chủ được cái doanh số của anh làm chủ được dòng tiền của anh thì anh trả nợ cho người ta. Thế bây giờ ông lại cũng không có tiền để trả nợ cho người ta, nợ chồng từ tháng này sang tháng khác. Trong những giai đoạn khó khăn của cuộc đời nhé, đã từng có những lúc đầu tiên tôi cũng chỉ vay 10 triệu, một tháng chỉ tiêu 10 triệu. Thế nhưng mà sau khi trả nợ mình trả được có 2 triệu, mình trả con số tối thiểu nó còn thừa lại 8 triệu. Xong mình lại dồn vào tháng sau, mình lại dùng 10 triệu tiếp, mình lại trả được 2 triệu, mình còn 8 triệu. Cộng như vậy, đến cuối năm nhé, tiền sắm Tết đã không có. Báo mình nợ 380 triệu tiền ngân hàng. Tôi hỏi anh chị, 380 triệu tiền ngân hàng mà với lãi suất nó cộng thế. Thì thực ra nhé, là tôi làm được bao nhiêu tiền cầy cục chăng nữa, tôi mang tiền đi trả nợ thẻ tín dụng là hết. Vì vậy có phải là tôi đang bán đi cái gọi là tương lai ngày mai tươi sáng của tôi để đi tôi trả nợ không? Vậy thì thưa anh các chị, cái gọi là tất cả mọi cái ra đi, dư nợ là ở lại, nó chỉ đúng và nó chỉ hay khi mà... Cảm ơn Phạm Kiên Hatoko nha. Comment mọi người ơi, không buồn ngủ nào, không buồn ngủ nào. Khi mọi người nói không buồn ngủ là không buồn ngủ đâu nha anh chị nha. Cái tự kỷ ám thị đấy nó rất là hay. Nó làm cho mọi người có năng lượng. Mọi người tập thể dục nào, comment xuống bên dưới. Không buồn ngủ, không buồn ngủ, tôi nói tiếp. Thưa, ôi giời tuyệt vời quá. 534, chúng ta đã 538. Đọc anh chị thật tuyệt vời luôn. 538 người vào thời điểm 11:30 đêm. Là một con số tuyệt vời trong cái ngày đào tạo đầu tiên của tôi. Quá tuyệt vời luôn. Như vậy chị thấy không ạ? Những người thật sự muốn học, những người muốn nâng cao kiến thức, những người muốn thay đổi cuộc sống của mình thì đêm hôm không phải là vấn đề đâu. Tôi cũng đang làm việc, anh chị cũng đang làm việc, chúng ta đang tham dự lớp học chứ không phải chúng ta xem một bộ phim hay là chúng ta đang xem một live stream cho nó vui. Mà đây là chúng ta đang quá trình học tập và thay đổi tư duy của chúng ta làm tiền đề cho những buổi đào tạo khác. Vậy bây giờ này anh chị nhé, từ việc mỗi tháng chỉ tiêu có 10 triệu mà chúng ta đã để tích lại một cái dư nợ là 380 triệu vào thời điểm cuối năm. Vậy anh chị lấy tiền đâu ra để trả 380 triệu này? Và nếu không trả được nữa nhá, thì chúng ta sẽ có một gánh nợ rất lớn và tiền lãi thì lên tầm khoảng cả mười mấy triệu một tháng. Thì có phải rằng chúng ta đang bán đi cái tương lai của chúng ta để chúng ta thỏa mãn việc mua được một cái gì đó không?
Đây thật sự là một vấn đề mà tôi cảnh báo đặc biệt với các bạn trẻ. Và trong cái xã hội tiêu dùng như hiện nay, nếu thấy một đứa bạn mà nó có cái túi đẹp, mình không có cái túi đẹp thì chắc chắn nó sẽ kích động để mình mua. Bây giờ ra đường thấy người ta đi xe Mercedes, mình bảo mình có xe Mazda rồi nhưng mình cũng thích mua Mercedes. Thì con người ta nói thật, đúng không ạ? Ai cũng phải là làm gì, phải đến một lúc độ nào đấy thì người ta mới rơi vào cái tình trạng là với tôi mọi cái vật chất không quan trọng. Nhưng mà trước khi đạt đến độ là vật chất không quan trọng đó thì vật chất rất quan trọng. Ai chẳng muốn có bộ váy đẹp hơn, ai chẳng muốn có ô tô đẹp hơn, ai chẳng muốn có cái nhà to hơn, ai chẳng muốn con mình học trường xịn hơn. Chứ đến cái đoạn mà bảo rằng con em học trường nào cũng được, em đi xe nào cũng thế, em ngồi trên xe ô tô chẳng khác quét gì em đi bộ, đi bộ còn khỏe người hơn, thì nói việc đấy là bắt đầu cũng là một là cùn rồi. Và hai nữa là xin thưa anh các chị là bắt đầu mọi người cũng đạt đến một độ người ta phải hưởng rồi, bắt đầu người ta quay trở lại câu chuyện đấy. Nói cho chị hiểu nhé, Đức Phật đấy là ngài chỉ đi tu khi ngài lên làm hoàng tử, ngài là vua, ngài mới đi tu. Ngài phải lên vua rồi, ngài được hưởng đủ thứ rồi, ngài bắt đầu mới thấy là mọi cái vật chất nó không đem lại hạnh phúc, ngài mới đi tu. Còn chúng ta đây chưa được làm vua bao giờ, chúng ta chưa được hưởng cái đời sống phong hoa phú quý đấy, chúng ta đòi đi tu rồi, tu làm sao được. Cho nên chị thấy không, vừa rồi có vụ đấy, đi tu rồi nhưng mà vẫn trong lòng vẫn ham mê vật chất đấy. Trụ trì cái chùa gì đấy, anh chị đã nhắc của tôi lại chùa gì đấy, ở đâu đó Vĩnh Phúc cái gì đấy, Hải Dương đấy, mà cuối cùng là tích lũy được tận cả 300 tỷ đấy. Bởi vì chưa được làm vua, chưa có trong tay 300 tỷ bao giờ. Thế khi mà thấy làm sư trụ trì, thấy vừa kiếm 300 tỷ nó dễ quá, thế bắt đầu lại vừa đi thông dâm, lại vừa đi bồ bịch, lại vừa đi kiếm tiền đấy. Đấy là câu chuyện. Đúng rồi, thầy Minh Tú đấy. Thế bảo các anh chị đây là cái câu chuyện. Bởi vì người ta chưa đạt đến mức độ đấy thì làm sao yêu cầu người ta là phải dừng lại được. Cho nên bây giờ nhà chúng ta chưa to, kiểu gì anh chị có nhu cầu mua nhà to. Anh chị chưa có xe đẹp, kiểu gì anh chị cũng mua xe đẹp. Anh chị chưa có cái váy xinh, kiểu gì anh chị cũng muốn có váy xinh. Đúng không? Anh chị chưa đi nước ngoài bao giờ, chưa đi du lịch châu Âu bao giờ, kiểu gì anh chị chẳng ước mơ điều đấy. Chứ bây giờ chưa đi du lịch nước ngoài bao giờ lại bảo em chả cần đi du lịch, Việt Nam đẹp nhất thế giới rồi. Thì nói thế là nó hơi cùn. Tôi dùng từ nó hơi cùn. Chứ còn khi nào anh chị đi khắp nơi rồi, anh chị bảo ừ công nhận mình đi khắp nơi mình thấy Việt Nam không đẹp, chả đi đâu nữa. Ừ mình ở nhà biệt thự, mình vào khách sạn 5 sao mãi mình chán này. Mình đi hạng nhất quen, bây giờ mình thấy đi Vietjet này vui. Thì bây giờ anh chị phải vượt qua giai đoạn đấy. Cho nên tôi quay trở về câu chuyện là gì? Chúng ta kinh doanh là vì sao? Chúng ta cần phải kinh doanh là bởi vì đơn giản là chúng ta còn phải mua rất nhiều thứ. Tôi hôm qua tôi vừa trên Facebook của tôi, chị nào theo dõi lại Facebook của tôi đấy, tôi nói là gì? Có 12 cái điều mà nếu anh chị em chúng ta chưa làm được thì chúng ta chưa đủ giàu. Và chứ chúng ta đừng nên nói phũ sớm như thế. Chúng ta chưa từng bỏ tiền ra mua vé hạng nhất, chúng ta chưa từng vào khách sạn 5 sao, chúng ta chưa từng mua đồng hồ 500 triệu, chúng ta chưa từng ngồi xe siêu sang, chúng ta chưa từng dám cho bố mẹ 100 triệu ăn Tết, chúng ta chưa từng. Thế thì ở đây ấy, cái câu nói cùn nhất của cuộc đời là gì này? Mẹ cái bọn nó bị thừa tiền nó mới mua cái đấy. Xin lỗi anh chị. Thế con người ta làm những cái tinh xảo như vậy. Hôm nay tôi xem những cái đồng hồ nó mới làm anh chị em nhé. Nó làm mất 3.000 giờ thủ công với các cái ông thợ nổi tiếng về cơ khí và điêu khắc mới làm ra một cái đồng hồ như vậy. Đấy là nghệ thuật, đó là sáng tạo, đó là công sức, nó là tinh hoa của thế giới. Độ chính xác hàng trăm năm không phải chỉnh lại một giây. Thế tôi hỏi anh chị là nếu không có những thằng có tiền thì những sản phẩm đó làm ra bán cho ai? Và ai là người xứng đáng sử dụng cái đó? Đúng không ạ? Thế vậy thì ai cũng bảo là trừ em ra, em thì không mua cái đấy rồi. Thế tôi hỏi là trên thế giới này ai sẽ là người mua? Thế khách sạn 5 sao xây ra một loạt, em bảo là em không bao giờ em đủ điều kiện vào đấy. Thì theo anh chị khách sạn 5 sao do ai ở? Thế tại sao chúng ta lại cứ đi trừ chúng ta ra trong cái việc là sử dụng những cái đồ tinh hoa của xã hội, sử dụng những gì tốt nhất của xã hội như thế? Tôi quay trở về câu chuyện nhá. Tôi đồng đua một đôi giày Louis Vuitton. Đôi giày Louis Vuitton của tôi mua đâu đó là 20 triệu. Thế thì ở đây tôi nói thật luôn, mọi người tưởng tôi là xa xỉ nhưng bản chất không phải là xa xỉ. Vì khi tôi mua một đôi giày Louis Vuitton 20 triệu, tôi dám cá với anh chị là nếu tôi không phải là người fashionable, tôi là một người thời trang nhé, tôi dùng đôi giày đấy 2 năm nó không có hỏng. Hơn nữa là khi bất kỳ lúc nào tôi chỉ cần xỏ chân vào đôi giày Louis Vuitton đấy, mặc dù bên trên tôi mặc một bộ quần áo rất là rẻ tiền vớ vẩn, nhưng mà ra đường thằng khác vẫn bảo chứ Dũng này nhiều tiền lắm, đi giày Louis Vuitton. Thế tự nhiên vậy sự đầu tư của tôi là hoành tráng. Đây là chính là một sự đầu tư anh chị em ạ.
bỏ ra 20 triệu mà được người khác bảo mẹ thằng này nó nhiều tiền. Thế còn hơn là có phải là bây giờ chúng ta không có được 20 triệu đấy, chúng ta chỉ có 2 triệu thôi. Thế 2 triệu ra mua đôi giày 2 triệu, anh chị 2 giày, anh chị đi nhé, không ai biết anh chị là ai. Xong nó nhìn anh chị đưa cái card visit, anh chị bảo anh chị là giám đốc. Nó bảo mẹ giám đốc gì, đi giày Vina. Thế là anh chị mà hơn nữa là cái đôi giày 2 triệu đấy, tôi đảm bảo trong vòng 2 năm đấy anh chị phải mua gần chục đôi như thế. Thế anh chị cũng hết 20 triệu. Thế nhưng mà người ta lại không đánh giá anh là ai cả. Xã hội này anh chị đừng bắt người ta không đánh giá mình. Xã hội sẽ luôn đánh giá chúng ta. Và vì cái xã hội nó luôn đánh giá chúng ta đó nhé, nó sẽ giúp cho anh chị có thể kinh doanh hoặc kinh doanh không thành công. Nó phụ thuộc khá nhiều. À chào thầy Nguyễn Mạnh Linh nhé. Anh Vũ Đình Phong đã nhận ra thầy Nguyễn Mạnh Linh giờ này vẫn đang lọ mọ trên mạng đấy. Những người giàu và thành đạt là luôn luôn có mặt ở giờ rất hiểm thế này. Tầm này bắt đầu anh Linh, anh mới lên, đang theo dõi bài giảng của tôi. Và ngày mai kiểu gì anh Linh cũng sẽ có một số cái gọi như là comment và nhận xét để làm sao bài giảng hay hơn. Bởi vì anh Linh cũng là một người tuyệt vời, đào tạo về tài chính cá nhân cũng như là rất nhiều vấn đề khác. Tôi nói tiếp anh chị thế này nhé. Vậy thì rõ ràng rằng cái việc mà chúng ta có tầm khoảng là 20 triệu một lúc, nó sẽ khác với việc là chúng ta chỉ có 2 triệu nhiều thời điểm. Quay trở về cái bài giảng về thẻ tín dụng cũng vậy. Nếu anh chị kiếm được luôn 60 triệu một lúc để anh chị trả ngay toàn bộ dư nợ, thì nó khác với việc anh chỉ có 6 triệu để rồi anh trả từng phần. Vì vậy người ta gọi là nước chảy chỗ trũng là vậy. Khi người có nhiều tiền và người ta giàu có, người ta có thể gom được tài chính vào một thời điểm ấy, người ta luôn có lợi thế hơn chúng ta. Tôi nói về bất động sản, nhiều người hiện nay cứ bảo kinh doanh bất động sản. Kinh doanh cái gì? Có một lô đất nó bán 1 tỷ, mà anh đã nhìn rõ ra cơ hội lô đất này nó sẽ lên giá được tầm khoảng 5 tỷ. Thế nhưng vấn đề là vừa bán ra, mình nhìn thấy cơ hội nhưng mình không có tiền. Mình chỉ có 100 triệu thôi, thế thì làm sao mình mua được cái lô đất 1 tỷ đấy, trong khi mình nhìn thấy rõ ràng là nó cơ hội nó lên là 5 tỷ. Cho nên cái thằng nó có được 1 tỷ luôn nên nó quất một lô đất rất đơn giản, để rồi nó lên 5 tỷ, vậy nó lãi 4 tỷ rất đơn giản. Thế còn mình bây giờ mình mới có 100 triệu thôi, thì bây giờ mình đi vay đâu được 900 nữa, cầm cái cố tất cả tài sản mình vay được ngân hàng là 900 nữa. Thế mình bắt đầu mình mua được lô đất này, thì trong khi nó chờ đợi bán thì ngày nào ngân hàng cũng đến đòi nợ. Ngày nào ngân hàng cũng đến yêu cầu là mày xem thế nào chứ mày phải trả nợ tao đi. Dần dần mai sau có bán được lô đất lên 4 tỷ, 5 tỷ ấy, thì cái tiền đấy đi trả nợ ngân hàng này có khi cũng hết, lãi được tầm 200-300. Cho nên lợi thế nó tuyệt đối rơi vào những thằng có nhiều tiền tại một thời điểm. Cho nên người ta mới gọi là tiền mặt là vua. Tiền mặt là vua, nó là như vậy chị em ạ. Và khi tiền mặt nó là vua ấy, thì báo cáo anh các chị rằng là nó làm gì cũng dễ, cơ hội đến với nó nhiều hơn. Cho nên người ta nói câu rất hay là nếu bạn chưa kiếm được 1 triệu đô đầu tiên, bạn sẽ thấy cuộc sống này rất khó khăn đối với bạn. Và bạn sẽ không thể hình dung ra được tại sao con người ta lại có thể giàu thế. Nhưng khi bạn đã kiếm được 1 triệu đô đầu tiên, thì việc bạn kiếm được 20 triệu đô, thậm chí 100 triệu đô là điều không khó. Thế nhưng khi bạn đạt đến con số 100 triệu đô, dưới 100 triệu đô, bạn thấy cuộc đời lên làm tỷ phú thật khó. Nhưng khi bạn có 100 triệu đô rồi thì bạn có việc có 10 tỷ đô như anh Vượng hiện nay thì lại không phải là khó. Bởi vì sẽ đạt đến ngưỡng mà chúng ta sẽ phải đạt được, và đạt ngưỡng này rồi thì anh chị sẽ làm mọi việc rất đơn giản và rất dễ dàng. Mọi người comment xuống bên dưới đi ạ. Việc đầu tiên là có 1 triệu đô. Tôi không dạy bán hàng đa cấp đâu nhá. Nhưng đấy là cái mốc mà chúng ta phải đạt được. Bởi vì cái mốc này không phải là vấn đề tiền. Khi anh chị có 1 triệu đô, chúng ta sẽ chi tiêu thậm chí còn kẹt xỉ hơn cả lúc chúng ta mới có 100.000 đô. Nhưng đấy là cái ngưỡng để đánh dấu rằng 1 triệu đô là ngưỡng để mình bắt đầu có thể làm những việc lớn mà những kẻ có dưới 1 triệu đô không thể làm được. Được chưa ạ? Cho nên thế giới nó mới sinh ra khái niệm là triệu phú. Cái từ triệu phú nghe nó hấp dẫn đúng không ạ? Là 1 triệu đô la Mỹ. Còn tỷ phú, tức là bởi vì sao? Có những cái việc mà chỉ bọn triệu phú nó mới làm được, và có những việc chỉ bọn tỷ phú nó mới làm được. Còn dưới đó thì không đủ tư cách. Vậy kinh doanh để làm gì? Quay trở về câu chuyện của chúng ta. Kinh doanh ở Việt Nam cũng như kinh doanh của thế giới, mục tiêu đầu tiên phải chinh phục là chúng ta có 1 triệu đô.
Nhưng tôi nói luôn nhá, 1 triệu đô đây là 1 triệu đô để kinh doanh, chứ không phải là 1 triệu đô là găm vào một cái nhà để ở, bố mẹ để lại. Tôi nói thật anh chị em là ở Việt Nam mình ấy, tại sao có nhiều người không làm ăn được gì về thế này. Tính tổng tài sản có khi anh đang ngồi trên một đống đất trị giá 2 triệu đô đấy. Nhưng mà vấn đề là ví dụ bố mẹ có một cái nhà mặt phố Hàng Đào để lại cho bé tí thân hoen nhưng mới bán đi được 2 triệu đô đấy. Thế nhưng vấn đề là anh ngồi trên cái căn nhà 2 triệu đô, anh có móc được cái gì ra anh ăn đâu, anh làm được cái gì trên 2 triệu đô đâu, tiền mặt anh không có. Muốn đầu tư vào cái gì chẳng cái bán nhà Hàng Đào cho nó tất cả ra đường ở. Cho vì tôi nói luôn là 1 triệu đô đây, tôi khác các giảng viên khác cho là gì, 1 triệu đô đây không phải là tổng tài sản. Xin lỗi anh chị, tôi nói thẳng luôn, tài sản tôi bây giờ hơn triệu đô lâu rồi. Hai cái nhà, hai cái xe, ba cái nhà, ba cái xe bán đi thì mấy triệu đô chứ. Thế nhưng mà vấn đề cái đấy tôi không nhìn vào. Chúng ta đang kinh doanh thì có 1 triệu đô tiền mặt đấy, để chúng ta đầu tư ấy. Thế còn 1 triệu đô theo kiểu tính tài sản bố mẹ để lại, thế là cái xe đang để đi đấy thì triệu đô để làm cái gì? Đúng không ạ? Cái đấy không giải quyết vấn đề gì cả. Cho nên làm gì, kể cả bố mẹ có để lại cho chúng ta một số tiền rất lớn, kể cả ra là các cụ có bảo rằng là tao để lại cho mày một kích xù, thế nhưng người ta gọi là không đào ra ăn được ấy, thì cái đấy là đúng rồi. Min thiếu gia nói đúng, 1 triệu đô một toàn đất ấy, ngồi trên đống đất thì giải quyết vấn đề gì? Cho nên là báo cáo anh chị là tiền mặt và dùng cái đó để đầu tư, tức là mình quên đi để mình đầu tư ấy, triệu đô. Thế thì ở đấy là câu chuyện đầu tiên. Còn thứ hai là kinh doanh thành công. Thế thì ở đây kinh doanh thành công là vì thế này. Ý này là tôi muốn nói với anh chị thôi này, đơn giản thôi này. Kinh doanh bản chất nó có nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng tôi nên định nghĩa nó là một cuộc chơi lớn. Anh chị comment xuống nhé, là một cuộc chơi lớn. Tôi không định nghĩa kinh doanh là một trò chơi nhé, bởi vì trò chơi là mang tính may rủi, mà đây là một cuộc chơi lớn, hay là gọi là một cuộc di chuyển lớn, hay là một cuộc đi lớn, tùy anh chị dùng từ. Tôi không giỏi lắm với việc dùng từ, nhưng tôi dùng là đây là một cuộc chơi lớn. Anh ghi lại đi ạ, đó là một cuộc chơi lớn nhé. Mà đã là cuộc chơi thì nó có vạch xuất phát và nó có một vạch đích, đúng không? Giống như kiểu anh tham gia một cuộc chạy marathon ấy. Không ai ta gọi là trò chơi marathon, ở đây ta gọi là cuộc chơi marathon đi. Thì nó có vạch xuất phát và vạch đích. Thế anh đã tham gia cuộc chơi này vừa rồi ấy, thì anh phải tuân thủ các nguyên tắc, các luật lệ, đúng không ạ? Và khi anh đã phải ép mình vào tuân thủ các nguyên tắc, các luật lệ, đúng không nào? Và anh cũng phải tôn trọng của đối thủ, anh cũng nhận được cái sự hỗ trợ của đối thủ, nhưng đồng thời anh cũng nhận được sự chèn ép của đối thủ, nhưng trong khuôn khổ luật nhé. Tức là không thể chèn mình bằng cách nó đẩy mình ngã được, nó bị loại khỏi cuộc chơi luôn. Và nó thật, đã tham gia một cuộc chơi là chúng ta đã phải có một cái quá trình chuẩn bị. Anh luyện thể lực ở nhà này, anh mua đôi giày thật là ngon này, anh cũng mặc cái áo đúng quy định của ban tổ chức này, anh cũng phải gọi như là trang bị nước uống dọc đường đi này, anh cũng phải xem thể lệ là chạy từ đâu đến đâu này. Tức là khi anh đã làm tất cả những việc đó rồi, anh tham gia một cuộc chơi đúng không? Vậy mục đích cuộc chơi là gì? Nói thẳng luôn, cuộc chơi đấy đầu tiên ai cũng phải nghĩ đến là được giải. Đã là tham gia cuộc chơi thì được giải nó vui hơn là không có giải gì chứ anh chị nhỉ. Mất bằng thời gian chuẩn bị luyện tập gần chết, giống kiểu chơi trò Sasuke ấy. Thế chẳng nhẽ phát là luyện tập hàng bao năm chỉ để nhảy một phát là xuống nước luôn à? Không ai nghĩ điều đó cả. Mà đầu tiên là phải em muốn em được giải thưởng 400 triệu, em muốn được cái ô tô, em muốn được cái nọ, em muốn được cái kia. Thì tức là đấy chính là mục tiêu của cuộc chơi, là được giải do ban tổ chức trao cho người chiến thắng. Thế nhưng giả sử như cái cuộc chơi đó tất cả mọi người đều có mục tiêu được giải, thì rõ ràng chỉ có 3 cái giải thôi, giải nhất, giải nhì, giải ba, cùng lắm giải khuyến khích, thì cũng chỉ trao được cho 10 thằng thôi. Vậy thì những thằng còn lại được giải gì? Những thằng đấy không được giải gì hết. Nhưng mục tiêu tiếp theo rất quan trọng là phải hoàn thành được cuộc chơi. Tức là anh luyện tập ở nhà như vậy, anh phải nhảy được qua cái cột này, anh phải đu được qua cái xà kia, anh phải về đích, anh không bị rơi xuống nước. Và anh về anh tự hào nói với vợ con anh rằng anh đã hoàn thành được cuộc chơi, anh đã chiến thắng được bản thân mình. Nhưng anh không được giải, nhưng anh rất tự hào về những ngày tháng luyện tập của anh đã đem lại thành quả, là anh đã hoàn thành một cái cuộc chơi đầy thách thức như vậy.
Vậy thì thôi, mình kinh doanh nhé. Không trở thành người giàu nhất như ông Vượng, không giàu được nhì như ông bà nào đó, thì tôi cũng phải là người không bị phá sản. Tôi cũng không phải là thằng mà mở công ty ra thì bị đóng cửa vì trốn thuế nợ thuế. Tôi không thể nào theo kiểu là mở công ty ra, công ty bị người bỏ hết, nhân viên nghỉ việc hết, rồi là bị đối tác coi thường. Kinh doanh năm nay thì lãi được 1 tỷ, sang năm lãi được 500 triệu. Thì báo cáo các chị, đấy là chúng ta đã thua cái cuộc chơi này. Và thua với cái mục tiêu đó là mình đã hoàn thành được cuộc chơi một ngày một tốt hơn. Vậy thôi. Chứ còn nếu mà anh chị vươn lên mức độ được giải như anh Vượng, nó được giải thưởng là doanh nhân châu Á xuất sắc, doanh nhân thế giới thành đạt, hay là được như anh Trịnh Văn Quyết này, được như anh Trần Đình Long hay là cái gì đó nữa thì quá tuyệt. Được vào top 10 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, 20 doanh nghiệp xuất sắc nhất châu Á thì đó thì quá tuyệt. Còn nếu không được thì chỉ có một nguyên lý là gì? Mình đã bày ra cuộc chơi đấy, mình đã tham gia vào cuộc chơi đấy, thì mình phải hoàn thành cuộc chơi, và hoàn thành cuộc chơi với thành tích ngày một tốt hơn. Ngày hôm nay đúng không ạ, mình chạy được một cây số là mất x gì phút, thì ngày mai cũng chặt một cây số phải là x gì, nhưng mà phải trừ đi y phút, tức là phải chạy nhanh hơn, dáng chạy phải đẹp hơn, người nó phải đỡ mệt hơn. Trước đây chạy một ngày là về nghỉ mất 2 ngày, thì bây giờ về chạy một ngày nghỉ 10 phút là chạy được tiếp. Vậy đây là chiến thắng chính mình, cuộc chơi của chính mình. Nhưng điều quan trọng hơn cả trong cuộc chơi này, và cái này hôm nay tôi mới nói, ít người nói, đó là anh giữ được một cái niềm tin bản thân cá nhân anh. Anh tin rằng anh có thể làm được điều đó. Anh tin rằng cái giới hạn đấy chưa phải là cuối cùng của mình. Và như vậy anh sẽ luôn luôn là người tích cực, anh luôn luôn là người năng động để anh tiến về những mục đích cao hơn. Nhưng một cái niềm tin khác quan trọng hơn cả nhé, là anh giữ được niềm tin với những người yêu thương và yêu quý anh ấy. Anh mở một công ty ra, anh thất bại lần đầu, người ta bảo ừ, đáng tiếc cho Dũng thật. Anh mở đến công ty thứ hai, anh thất bại, người ta bảo ừ, thôi chia buồn với em. Nhưng anh mở công ty thứ ba ra, anh thất bại, người ta bảo mẹ mày, tốt nhất mày đừng kinh doanh nữa. Còn mở đến công ty thứ tư mà thất bại, mình bảo thôi tao lạy mày, mày ngồi yên cho tao nhờ. Đúng không anh Nguyễn Mạnh Linh nhỉ? Ở đây tôi đã từng, anh Nguyễn Mạnh Linh, tôi nói thật luôn là anh Nguyễn Mạnh Linh cũng đã từng chia sẻ với tôi là anh Linh cũng đã từng làm công ty thất bại. Nhưng điều đó không được phép để cho cái từ thất bại đó nó gắn với con người của ông Nguyễn Mạnh Linh. Để lần sau nó cứ nhìn thấy ông Nguyễn Mạnh Linh nó bảo mẹ cái thằng này kinh doanh chỉ thất bại thôi, tốt nhất mày đi làm ca sĩ cho tao nhờ chẳng hạn, là chết. Tức là chúng ta mất đi toàn bộ niềm tin. Anh thấy không? Ở lần kinh doanh đầu tiên, cả gia đình có khi đi bán nhà bán đất, đi cầm sổ đỏ. Chào Nguyễn Mạnh Linh, chào chủ tịch Nguyễn Mạnh Linh, chào Linh đại ca. Xin thưa chị em là gì? Ở lần đầu tiên mọi người bán nhà bán đất cầm sổ đỏ cho mình. Đến lần thứ hai mọi người miễn cưỡng cho mình mượn 50 triệu. Nhưng đến lần thứ ba mọi người bảo thôi mày đi vay ngân hàng ấy. Còn đến lần thứ tư mọi người bảo thôi tao nhắc lại tao xin mày, mày ngồi nhà tao nuôi mày báo cô còn hơn. Vì vậy lần một tôi chấp nhận, lần hai tôi tặc lưỡi bỏ qua. Nhưng mà đến lần thứ ba, thứ tư khi thất bại thành bản chất của anh rồi ấy, thì lúc đấy tôi nhắc lại lần nữa nhé, anh không nhận được sự tin tưởng của mọi người, và cái cuộc chơi của anh nó sẽ trở nên khắc nghiệt hơn cả. Còn nếu mà đến lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy mà anh vẫn một cái ý chí sắt đá đấy, thì thật sự những con người tôi gọi là quá nể. Quá nể đi. Nhưng mà lúc đấy chắc là cái sự cố gắng của anh nó phải vượt trội vô vô cùng. Nên rằng thì là tại sao tôi mới nói là tại sao tôi phải cho đi kiến thức với anh chị là thế này. Bởi vì tôi muốn rằng anh chị đừng thất bại đến lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Anh chị trải nghiệm cũng tốt, nhưng cái trải nghiệm của chúng ta, tôi nói thẳng luôn câu chuyện này, anh chị thông cảm nhé. Ở tuổi 20 anh thất bại, anh coi nó không là cái gì. Ở tuổi 30 thất bại, anh thấy tương lai còn dài, vì tận 30 năm nữa anh còn hoạt động tốt. Nhưng đến tuổi 40 như tôi bây giờ mà thất bại chẳng hạn, anh sẽ ngại vô cùng để khởi động lại. Bởi vì nói thằng này, cái chất gì nhỉ, testosterone ấy, sản sinh ra cái nam tính ấy, đúng ạ, bắt đầu nó giảm rồi. Cái ham muốn tình dục nó còn giảm, nó nói gì đến cái ham muốn làm giàu.
Anh chị nên nhớ nhé, ham muốn tình dục luôn song đôi cùng với ham muốn làm giàu nhé. Người nào mà ra đường nhìn thấy gái đẹp còn thích ấy, nhìn thấy vợ mà còn muốn gọi như là ABC ấy, thì còn muốn làm giàu nhé. Còn nếu mà xin lỗi chị, mẹ vợ nằm tinh hênh ra đấy mà không muốn động vào, gọi như là nhìn thấy con gái còn không mảy may xúc động ấy, là quả này là không muốn làm giàu nữa, đã bắt đầu muốn đi ăn chay trường rồi đấy, là đoạn này là dở đấy. Đúng rồi, ông Đông là tầm này 42, 41 là giảm là đúng rồi. Cho nên cái động lực nó giảm đi anh chị, đừng nghĩ rằng là cái con người tuổi 40 nó giống con người tuổi 30. Còn đến 50 tuổi nữa mà thất bại thì lúc đấy mà thôi tặc lưỡi, thì làm chó gì nữa, đợi con mình nó lớn lên nó làm nên mình làm gì nữa. Cho nên xin thưa các chị là gì, vì vậy là nếu thất bại, để thất bại nó sớm thì tốt. Chứ còn nói thật, đến 40, 50 tuổi mà làm quả thất bại, lại bán hết cả nhà cửa vợ con tầm này mà lại bảo nó ra đê ở, thì đoạn này là muốn đi tu rồi, đúng rồi, Hà Hiền Ngọc nói đúng ấy, là muốn đi tu được rồi. Đi tu là cái chắc ấy. Cho nên thưa các chị rằng là tôi muốn bằng những cái kiến thức, bằng những trải nghiệm, thì tôi sẽ cho anh chị em để chúng ta có thể thành công. Thế thì tại sao lại cần phải học? Thì đây là đoạn cuối cùng trước khi tôi tạm chia tay anh chị là thế này này. Có 4 giai đoạn tư duy. Cái điều này thì chúng tôi thống nhất được khá nhiều với các giảng viên khác. Cái tư duy đầu tiên là cái tư duy gì nhỉ anh chị em nhỉ? Tức là thế này nhé. Chúng ta tưởng tượng cái này đi. Chẳng hạn như là có một cái hồ nó toàn là cá, nuôi nhiều cá trong đấy đúng không? Thế thì thưa là hồi ngày xưa lâu lắm rồi. Thế thì có một người sống ở cái vùng hồ khỉ ho có gáy đấy. Và cái hồ nó có tận 100 con cá. Thế thì ngày ngày buổi sáng ra hồ tắm tiên xong là vơ tay là cũng gọi như là bắt được cá. Cá tự chui vào tay anh. Cái thời kỳ này anh không cần nghĩ cái gì cả. Anh chả cần học cái gì cả. Anh vẫn bắt được cá. Cho nên thời kỳ này tạm gọi là thời kỳ gọi là 0.0. Tức là không cần nghĩ cái gì cả mà vẫn có cá để ăn. Ngon. Thế rồi thấy cái cá nó có nhiều, hồ nó có nhiều cá quá. Thế thì có 20 thằng ở cha vơ chú váo đâu, nó cũng mò cái hồ nó sống. Nó sống cùng với mình, nó cạnh tranh với mình. Cho nên vì vậy bây giờ cứ 20 thằng cùng xuống tắm tiên xong vờ tay bắt cá thì chưa chắc đã bắt được cá đâu. Bởi vì cá mà còn có 80 con mà có 20 thằng đến bắt cá. Cho nên vì vậy thằng nào mà có nhiều kinh nghiệm bắt cá hơn thằng sẽ thắng. Tức là tao đã sống cái hồ này 10 năm rồi, mày hôm qua mới đến. Thì chắc là tao sẽ bắt cá được nhiều hơn mày. Cho nên thời kỳ là thời kỳ tư duy 1.0, nó tư duy kinh nghiệm. Tư duy kinh nghiệm có nghĩa là thằng nào làm nhiều, thằng nào có nhiều năm kinh nghiệm thằng sẽ thắng. Thế và các anh chị thời kỳ này là chủ cái kinh nghiệm. Thế nhưng mà rất tiếc hiện nay có nhiều ông làm kinh doanh theo chủ nghĩa 1.0, tức tư duy kinh nghiệm. Đi ra ngồi uống rượu với tôi rất kiểu khệ khạng, nói kiểu là gì, chú ấy, làm kinh doanh ấy được có 6 năm, 7 năm, còn anh ấy làm tận 20 năm, ấy. Chú sẽ bằng nhiều kinh nghiệm bằng anh. Thế tức là sống một chủ nghĩa kinh nghiệm, kinh nghiệm tốt, không là tôi sẽ nói cho anh chị, kinh nghiệm nó cũng tốt nhưng mà nó còn dao hai lưỡi, nó cũng chẳng tốt lắm đâu. Thế rồi đến thời kỳ là có 40 thằng đến sống. 40 thằng đến sống mà cá còn có 60 con này. Thế thì bây giờ kinh nghiệm không ăn thua, bởi vì tất cả thằng đấy, 40 thằng đấy đều thằng kinh nghiệm hết này. Nó bắt đủ các loại cá, các hồ này. Đều thằng 10 năm kinh nghiệm rồi. Đúng không ạ? Nó đến nó bắt cá. Thế thì bây giờ xin thưa anh chị, kinh nghiệm giống nhau, bằng nhau thì mày bắt bằng cái gì? Thế thì thời kỳ này chính là thời kỳ bắt đầu là gọi ta gọi là tư duy học tập, tư duy logic, tư duy phản biện. Thế bây giờ tao hỏi mày nhá, mày có 10 năm kinh nghiệm bắt cá thì mày cũng chỉ là có 10 năm thôi đúng không? Thế nhưng mà các thầy dạy tao, các thầy đây này viết những cuốn, xin thưa các chị ví dụ này. Tôi sẽ giới thiệu anh chị thêm một tí này. Đây, ví dụ những cái quyển sách giấy này. Ở đây nó viết về kỹ năng bán hàng này, kỹ năng vân vân ở đây giấy, những quyển kiểu này tôi có mấy chục quyển kiểu này. Thế bây giờ những thằng cha nó có kinh nghiệm trên thế giới, nó đã đúc kết vào trong những quyển này. Ông thì có kinh nghiệm của ông đây, còn đây là kinh nghiệm của các thầy, những người làm kinh doanh như Steve Jobs, Mark Zuckerberg nó đưa vào đây. Thế bây giờ rõ ràng là ông có kinh nghiệm, tôi có kinh nghiệm, nhưng mà tôi lại còn được thêm cái kinh nghiệm tôi học lại từ những người khác thành công nữa, và kể cả những thằng khác thất bại nữa. Thì tư duy này tôi sẽ có một cái logic, tôi phân tích vấn đề, tôi hay hơn ông chứ. Và tôi còn kế thừa kinh nghiệm của những thằng khác nữa, được đúc kết thành lý luận, thành lý thuyết, nó hay hơn ông chứ. Cho nên cái này người ta gọi là tư duy logic hay tư duy học tập. Cho nên là tôi mới nói câu này này. Anh làm kinh doanh mà anh không học thì anh vẫn thành công. Nhưng nếu anh đang thành công như thế rồi mà anh có thêm học nữa thì anh còn thành công hơn nữa. Đúng không ạ? Cho nên thời kỳ này là thời kỳ gọi như là có học. Thế đến thời kỳ này. Thế đến thời kỳ mà có 60 thằng đến đấy. Trong đó còn 40 con cá thôi. Thế bao các anh chị mà tức là cái người đi bắt cá không phải còn đông hơn cá trong hồ thì làm nào?
Thế bây giờ toàn tất cả chúng nó đều học ở Mỹ về hết. Ê, chúng nó đều ở Mỹ về, toàn là Pháp về, toàn là Anh về hết. Thế thằng nào cũng tiến sĩ cả, thằng nào cũng kinh nghiệm đầy mình cả, thằng nào cũng được trang bị gọi như là trên thông thiên văn dưới tường địa lý cả, thế làm nào? Thì báo cáo anh chị, đây là tính ở thời kỳ người ta gọi là tư duy khác biệt. Thời kỳ 3.0 là thời kỳ tư duy khác biệt, tức là cái thời kỳ mà ra một cái cuốn sách tôi nghĩ rất nổi tiếng, đó là Đại Dương Xanh ấy. Tức là trong khi tất cả chúng mày đều học với mày làm chú hết vào cái đỏ, chúng mày làm, chúng mày đánh nhau trong đấy, thì tao mày tao khôn lỏi hơn, tao tìm một cái ngách, tao gọi như là khác biệt đi, tao sáng tạo hơn, tao vào Đại Dương Xanh ấy, tao chui vào cái ngóc mà không thằng nào vào ấy. Thế nhưng mà bây giờ báo cáo anh chị là cái thời kỳ này nó cũng thành công, nhưng mà người ta nói rồi, khôn như mày quê tao đầy. Đúng không anh chị ghi không? Khôn câu này, khôn như mày quê tao đầy. Anh chị ghi cho nó, khôn như mày, tao thằng nào cũng chọn Đại Dương Xanh cả, thế cái Đại Dương Xanh lại thành Đại Dương Đỏ. Cho nên cái thời kỳ mà chúng ta đang sống hiện nay này chính là thời kỳ mà thằng nào cũng đòi bảo khác biệt. Thế mà tất cả thằng khác biệt lấy đâu lắm khác biệt thế? Cứ bảo là sản phẩm em phải khác biệt, hệ thống em phải khác biệt, nhưng mà khác biệt nó cũng vừa vừa nhá. Làm gì mà lắm khác biệt thế? Cho nên báo cáo anh chị là thời kỳ 3.0 nó cũng sẽ đi qua. Và đến cái thời kỳ gọi thời kỳ 4.0 chúng ta đang sống cái này là gì ạ? Tư duy bây giờ gọi là tư duy đảo ngược. Tư duy nó bị lộn lại, nó ngược lại những gì mà chúng mày đang nghĩ. Bởi vì bây giờ có 80 thằng đến bắt cá mà có 20 con cá thôi. Thế phải tư duy ngược lại này. Thế có nhất thiết mình phải bắt cá không? Phải nghĩ lại. Hay là để cá nó bắt mình về nó nuôi nhỉ? Thời kỳ trước đây là mình bắt cá mình về để ăn, và mình đặc biệt bắt cá nó về để mình làm cá cảnh. Nên có khi bây giờ mình phải tư duy ngược lại là hay là mình làm thế nào để cá nó bắt mình về, nó cho mình vào lồng, mình làm cá cảnh, mình làm người cảnh cho cá nó xem, và sau đó là cá hàng ngày nó phải mang thức ăn lại cho mình để mình múa cho nó xem, có khi hay hơn đấy. Những ý nghĩ ngược lại như vậy tôi nói ra để cho anh chị vui đỡ buồn ngủ thôi, nhưng thực ra là tư duy ngược lại. Và bây giờ chúng ta xem lại đi, chúng ta thấy rất nhiều cái ngược đang tồn tại, đảo ngược lại hết. Cho ngay cả cái việc mà làm gọi như là kinh doanh cũng thế. Hôm nay tôi rất là may mắn được ngồi với những anh cả trong cái làng kinh doanh. Thời kỳ trước đây kinh doanh ấy, là muốn mở rộng hệ thống bằng cách là thuê thêm trụ sở, thuê thêm địa điểm, là phải làm trụ sở nó long lanh, nó đẹp, thuê đông người vào. Làm marketing là phải làm marketing nó đẹp, xem nó phải hay. Thế bây giờ lại làm ngược lại. Bài học lớn nhất mà bản thân chúng tôi hiện nay vẫn đang đi học, học được một câu tuyệt vời: làm marketing không cần phải đẹp, đẹp thì đấy là làm nghệ thuật. Thế còn làm marketing là phải kiếm được tiền. Tôi vừa được tặng cuốn sách này, làm marketing là phải kiếm được tiền, không cần phải đẹp. Đã từng có thời kỳ là các ông làm marketing, các ông làm clip là phải duy mỹ mà, là đi phải làm marketing nó đẹp, mọi người xem phải khen hay, vỗ tay đẹp. Đẹp để làm cái gì? Nó xem đẹp xong nó cứ đi loanh quanh, nó đi thuê thằng về làm marketing đẹp, nó cứ đi thuê cái ekip về làm marketing đẹp, tốn hàng đống tiền. Thì bởi đẹp nó phải tốn tiền lắm anh chị em ạ. Làm một cái clip đẹp bây giờ phải tốn cả chục tỷ đồng ấy. Thế đẹp xem nhưng vấn đề nó không mua hàng. Tại vì vậy là bây giờ là làm một cái marketing làm sao để người ta bảo là gì? Mẹ cái marketing này sao xấu thế nhỉ? Thần kinh thế nhỉ? Nhưng mà có khi phải đi mua cái sản phẩm nó vừa nói tới. Thì đấy mới là thành công. Chứ bây giờ khen đẹp nên chỉ đi xem clip quảng cáo đây, chẳng mua sản phẩm gì cả là chết. Đúng không ạ? 1977 Vlog, đúng rồi, Minh Thiếu Gia nói đúng, là một ví dụ cụ thể. Đấy, cho nên là thưa anh các chị là ngay cả tôi nói là ngay cả giảng thì tôi cũng thế thôi. Giảng hay, nhưng mà không ai xem thì giải quyết vấn đề gì đâu. Giảng không hay, ngày nào cũng lên mạng chửi, chửi từ trên chửi xuống. Thế nhưng mà lại nhiều người xem và nhiều người mua hàng thì hiệu quả hơn, đúng không? Thì đấy cũng là một cái tư tưởng về việc đó là thế tôi nói câu cuối cùng cho phần này, đó là gì? Tư duy của tôi ngày hôm nay, đây là câu chốt, và tất cả tôi đề nghị mọi người cùng phải comment xuống nhé. Only number talk. Tại sao chúng ta phải kinh doanh? Tại sao chúng ta phải kinh doanh thành công? Tại sao ta phải tư duy đảo ngược? Tất cả chỉ vì mục tiêu, đó là hiệu quả. Và nói theo tiếng Anh, only number talk, dịch ra tiếng Việt, làm gì thì làm, chỉ có kết quả và các con số mới có quyền được lên tiếng. Anh đá một trận bóng đá, có thể anh đá không hay, anh chạy chỗ không đúng, anh đá rất xấu xí, anh đá trá theo chỉ đạo của chiến thuật gì cả,
đá như thần kinh ý. Nhưng quan trọng là đến cuối trận đấu, anh dùng cái mông anh đánh một quả vào lưới người ta, anh thắng 1-0, anh được huy chương vàng thế giới và sử sách sẽ lưu tên anh. Còn cái đội thứ nhì ấy, đội thua ấy, anh đá rất hay, đúng chiến thuật, chạy chỗ như đúng rồi, đường truyền hợp lý, nhưng mà ứ ghi được bàn nào thì cuối cùng cũng không ai biết anh là ai, người ta chỉ nhớ đội vô địch, người ta không nhớ đội Á quân và đội thua. Và thưa các anh các chị tiếp, khi anh đã thua rồi thì đừng bao giờ nói cái câu thần kinh. Anh chị ghi đi, câu thần kinh là chúng ta đá rất đẹp và chúng ta thua trong thế thắng. Cái câu thua trong thế thắng là câu ngu nhất có thể nói được ra. Mấy cái ông bình luận viên nhà mình rất hay ghi cái câu đấy mà tôi không hiểu có một tư duy gì. Mà lại thua trong thế thắng. Công ty của em bị phá sản trong thế ngẩng cao đầu á. Hay là em bán hàng trong việc thua trong thế thắng. Em thất bại trong thế ngẩng cao đầu à. Xin thưa các chị, tiếng Anh dịch tới tiếng Việt nó khoảng một từ như vậy. Nó gọi là thủ dâm tinh thần. Thua thì là thua, mà thắng thì là thắng. Được chưa? Không bao giờ có chuyện thua trong thế thắng. Cái thằng kia nó làm marketing xấu xí, cái thằng kia nó bán hàng một cách nó dở hơi, nhưng cuối cùng doanh số của nó tháng này là 1 tỷ, tháng sau nó tỷ 2, tháng sau là 2 tỷ. Thì nó là thằng thắng lợi, nó là thằng thành công. Còn chúng ta tháng này bán được 500, tháng sau còn 300, tháng sau nữa bán được cho ai cả. Cái gì chăng nữa thì cuối cùng anh vẫn là thằng thua, chứ không có khái niệm thua trong thế thắng. Anh xuất hiện trong con mắt của bạn bè và người thân, anh vẫn là thằng thất bại. Thế thôi. Và tôi không muốn anh chị em xuất hiện trước mặt mọi người trong con số như vậy, trong cái tư thế như vậy, được chưa? Nên chúng ta mới cần có câu chuyện là phải thức đêm thức hôm thế này. Còn nếu chúng ta thức đêm thức hôm như thế này, chúng ta mất ngủ thế này, mà chúng ta kinh doanh thành công, chúng ta tạo được ra nhiều tiền hơn cho công ty, cho bản thân mình, cho cộng đồng, cho xã hội, anh chị sẽ được người ta lưu danh, báo chí sẽ tìm đến anh chị để viết bài, cho anh chị thậm chí lúc năm mời anh chị nhận giải thưởng còn chưa thèm nhận nữa là. Còn nếu chúng ta làm đủ các mô hình, chúng ta học đủ các thầy, từ thầy Dũng đến thầy Minh, thầy Linh, học đủ hết mà cuối cùng kinh doanh không ra được cái gì cả, thì nó bảo mày là thằng điên. Thế thôi, được chưa? Nói nó hơi phũ phàng, nó là như vậy. Vậy nha, chúng ta kết luận lại nha. Ngày hôm nay rất đơn giản thôi. Là gì ạ? Chúng ta là người chiến thắng. Chúng ta đã chọn là vì chúng ta muốn mua nhiều thứ trong xã hội. Mua nhiều thứ thì phải bán được nhiều thứ, mà bán là bán thành công. Và chúng ta phải là người chiến thắng, là người giành huy chương, chứ không thể là người thua trong thế thắng. Được chưa? Đấy là cái câu chuyện tất cả mọi người chúng ta cần phải hiểu. Và đấy là nội dung bài đầu tiên. Vậy thì báo cáo anh chị là đến giờ phút này tôi xin phép được kết thúc buổi live stream đầu tiên. Ngày hôm nay nội dung nó chưa có nhiều, mà tôi phải nói rất nhiều, bởi vì là nói về vấn đề quy tắc. Sau ngày hôm nay thì ban quản lý lớp tôi sẽ giao cho bạn Hoàng Thị Huyền Nhung này là sẽ chọn cho tôi một ban quản trị lớp, đúng không ạ? Người nào mà thường xuyên xuất hiện ở trên đây, thường xuyên share, thường xuyên có ý thức, thì chúng ta sẽ có gọi là một lớp trưởng. Một lớp trưởng sẽ có quyền chọn các bạn khác làm ban quản lý lớp. Một ban quản lý lớp thì nó đơn giản thôi, tầm khoảng 5 người gì đó, để cùng nhau gọi như kêu gọi, hỗ trợ và chịu trách nhiệm, vân 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 vân. Sau ngày hôm nay thì cái cuốn sách gọi như Cha giàu cha nghèo này cũng sẽ được chuyển đến cho người nào mà share nhiều cái live stream này nhất, share nhiều cái nội dung này nhất. Thời gian tính đến là tận 8 giờ sáng ngày mai cơ. Vì vậy anh chị vẫn có thể còn thời gian để làm. Và anh chị được nhận giải, tôi sẽ liên lạc để anh chị em cho tôi xin cái địa chỉ, và chúng tôi sẽ ship tận nơi, đúng không ạ? Để anh chị em gọi như là có được cái món quà đầu tay này. Và tất cả các buổi live stream đào tạo khác thì đều sẽ có các phần quà hấp dẫn gửi cho tất cả mọi người. Thế thì đêm đã khuya rồi, thì chúc anh chị em chúng ta ngủ ngon. Và mong rằng sẽ gặp lại anh chị ở tất cả các buổi đào tạo sau. Những con người đã có mặt đến giờ này ở trên đây thì tôi mong rằng anh chị sẽ không bao giờ vắng mặt ở những buổi sau nữa. Vì đây mới là buổi đầu tiên, không phải là buổi đào tạo về chuyên môn, mà tôi muốn anh chị em phải có mặt cùng tôi trong các buổi đào tạo chuyên môn. Và một lần nữa tôi muốn anh chị là gì? Chúng ta tiếp tục chia sẻ và cũng như thông báo những nội dung học này cho tất cả những người khác có quan tâm, để cộng đồng những người chúng ta mong muốn làm giàu, muốn thành công, chúng ta sẽ đông đảo hơn nữa, để làm sao cái năng lượng tích cực, cái yếu tố thành công nó phải là chi phối trong cộng đồng của chúng ta. Thế cảm ơn chị em rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.
Chúc mọi người ngủ ngon, chúc mọi người có một đêm ngon giấc và có những cái động lực mới để chúng ta thể kinh doanh và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh chị em nhớ nhé, hãy đăng ký ngay cái phần theo dõi để mỗi khi mà có được cái thông báo của tôi về livestream anh chị nhận được luôn và anh chị có thể là theo dõi luôn, đúng không ạ? Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc mọi người ngủ ngon. Cảm ơn mọi người.